Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Chương 631 chiến đấu 3. Lúc này quân địch đều quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên nghe thấy tiếng hét vang trời, tất cả đều kinh hãi. Trải qua hơn nửa tiếng nghe thấy tiếng oanh tạc cai, quân địch đã thương vong thảm hại, tổn thất hơn nửa số người. Cho dù không chết cũng có rất nhiều người bị thương. Thời điểm bọn họ nhận ra mọi chuyện, tướng sĩ của Long Quốc cũng đã đổ tràn vào từ bốn phương tám hướng rồi. Quân địch đứng dậy khỏi mặt đất, chuẩn bị nghênh chiến. Cộc cộc cộc. A a a. Tướng sĩ của Long Quốc nổ súng từ bốn phương tám hướng, một bên xung phong, quân địch vừa mới đứng dậy đã bị trúng đạn. Đạo phòng tuyến thứ nhất cũng voi như đã bị phá hủy rồi, quân địch cũng không có khả năng thủ nữa. Lệ Uy Long chỉ huy binh sĩ liều chết ở mặt trận xung phong, dẫn đầu tiến vào đạo phòng tuyến thứ nhất, cùng địch đánh giáp lá cả. Lệ Uy Long được gọi là thống soái, đương nhiên không tự mình xung phong. Anh cho Hà Ngọc Lan đi theo bên người mình làm hộ vệ, cũng không để cô đi giết địch. Chỉ trong chốc lát, Bành Tiến Long cùng Lương Thượng Vũ cũng chia quân lính ra tự mình hoạt động, tiến vào trận địa địch theo hai hướng bên sườn, cùng địch đánh giáp lá cả. Quân địch còn ba mặt phải đánh giáp lá cả, nhưng không thể ngăn cản sức chiến đấu đang bùng nổ như hổ như sói bên trong đội quân Long Quốc. Peter đang tránh ở hầm nghe thấy tiếng nổ, tiếng giết người không ngừng, ông ta sợ hãi vô cùng. Nhanh, nhanh đưa tôi ra ngoài, xem bên ngoài đang như thế nào. Peter nói. Hộ vệ lập tức bảo vệ Peter, đưa ông ta ra ngoài. Ra được bên ngoài rồi, Peter nhìn thấy quân đội Long Quốc đã vọt vào trận địa từ ba phía, đang chém giết binh lính của ông ta. Mà binh lính của ông ta lúc này đã không còn lực chống đỡ nữa rồi, quân lính tan rã, đang chạy trốn đến phòng tuyến thứ hai. Thấy tình hình như vậy, Peter nhất thời luống cuống, hét lên, không được chạy trốn, nghênh chiến ngay. Nghênh chiến. Nhưng mà lúc này binh lính đã chạy trối chết. Làm gì còn nghe thấy lời nói của Peter nữa. Lâm Trận liền bỏ chạy lấy người. Giết không tha, Peter hét lên. Anh ta nhìn thấy tình hình thế này, biết là trận địa sẽ bị thất thủ. Một bên nổi giận hét, một bên bại chạy trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đoàng đoàng đoàng, một trận tiếng súng lại vang lên. A a a, một ít binh lính chạy trốn đều bị Peter nổ súng bắn trúng, bọn họ vẫn như cũ chạy trốn giữ mạng. Lúc này, hộ soái của phía Bắc giữ phòng tuyến thứ hai phái quân lính tiến tới giết. Bởi vì đạo phòng tuyến thứ hai cách đạo phòng tuyến thứ nhất khá xa, cho nên hiện tại mới liều chết tiến lại đây. Quân địch đang chạy trối chết tới đạo phòng tuyến thứ hai thì thấy đội quân Long Quốc đang liều chết giết đến đây, tất cả đều kinh hãi. Đoàng đoàng đoàng, binh lính của Trương Minh Lương đã tiến đến đây, nhìn thấy phía quân địch chạy trốn về phái này lập tức nổ súng về phía bọn họ. A a a, quân địch bị bắn giết. Rất nhanh liền gục xuống. Theo ngay sau quân địch lại thấy đội quân của Long Quốc đang đánh giết lại đây, bọn họ sợ đến mức hồn phi phách tán, hồn vía trên mây, không biết nên chạy thoát theo đường nào. Giết, binh lính của Trương Minh Lương rất nhanh liền giết đến phụ cận, đánh giáp lá cả với quân địch. Kể từ lúc đó, ở trận giáp lá cả, quân địch rơi vào hiểm cảnh. Peter nhìn thấy binh lính của mình bị tấn công từ bốn phía, đã sợ khủng khiếp rồi. Sao máy bay chiến đấu của chúng ta còn chưa tới nữa? Lập tức gọi điện cho tổng bộ, nhanh chóng điều máy bay chiến đấu lại đây, giết chết binh lính Long Quốc. Peter hổn hển hét lên. Chương 632 liên hệ tham mưu. Rõ, một tham mưu của đối phương lập tức chạy vào sở chỉ huy, liên lạc với tổng bộ. Sở chỉ huy cực kỳ kiên cố, mặc dù đã liên tục bị bắn phá, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, thiết bị truyền tin vẫn có thể sử dụng được. Gọi tổng bộ, tham mưu của đối phương không ngừng liên lạc. Không bao lâu sau, tổng bộ của đối phương bên kia đã có người đáp lại, tổng bộ nhận được, mời nói đi. Tôi là tham mưu của quân đội trực thuộc của ngài Peter, bây giờ binh lính của Lệ Uy Long đã chém giết vào đến tuyến phòng ngự đầu tiên rồi, đang triển khai đánh giáp lá cả với quân ta, máy bay chiến đấu mà các anh phái đi, bao giờ mới có thể đến nơi? Tham mưu của đối phương hỏi. Đã đi được nửa đường rồi, các anh cố gắng kiên trì, khoảng 10 phút đồng hồ nữa là máy bay chiến đấu có thể đến chiến trường rồi. Người của tổng bộ đối phương ở bên kia nói. Được, máy bay chiến đấu đến thì hãy lập tức cho nổ chết những binh lính Long Quốc này. Tham mưu của đối phương nói. Nhưng mà, bây giờ các anh đã triển khai đánh giáp lá cả với Long Quốc rồi, máy bay chiến đấu thả bom xuống cũng sẽ nổ chết binh lính của chúng ta ngay lập tức, làm sao bây giờ? Người của tổng bộ bên kia nói.
nổ bên ngoài thôi, có rất nhiều binh lính của Lê Uy Long vẫn đang bao vây bên ngoài. Tham mưu của đối phương nói. Nhận được, người của tổng bộ bên kia nói. Sau khi cúp điện thoại, tham mưu của đối phương chạy ra khỏi sở chỉ huy, nói với Peter, tướng quân, đã liên lạc với tổng bộ rồi, máy bay chiến đấu đã bay được nửa đường rồi. 10 phút nữa, máy bay chiến đấu của chúng ta có thể đến chiến trường. Tổng bộ yêu cầu chúng ta kiên trì 10 phút nữa thôi. Được, Peter ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy giờ phút này trên bầu trời đã không còn máy bay chiến đấu của Long Quốc nữa, mới nói, chỉ cần chúng ta nắm quyền khống chế trên bầu trời, đợi máy bay chiến đấu của chúng ta đến nơi, thì chúng ta có thể xoay chuyển tình hình chiến đấu, giờ chết của Lê Uy Long đã đến. Đúng vậy, vừa nãy chúng ta cũng thua là do không có quyền khống chế trên bầu trời nên mới có thể bị máy bay chiến đấu của Long Quốc bắn phá đến mức tổn thất nặng nề. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã có quyền khống chế bầu trời thì chắn chắn sẽ không thể để cho quân lính Long Quốc nhanh chóng chém giết vào trong tuyến phòng ngự như vậy. Tham mưu của đối phương nói. Trước tiên đừng nói nhiều như vậy nữa, mau chóng chỉ huy lính của chúng ta lập tức chiến đấu, nhất định phải giữ vững được 10 phút. Peter nói. Vâng. Biết máy bay chiến đấu sắp đến, trong lòng Peter có hy vọng, bắt đầu liều mạng chỉ huy quân lính của mình chiến đấu. Lê Uy Long đứng đằng trước đạo phòng ngự thứ nhất, quan sát tình hình chiến đấu. Nhìn thấy binh lính của mình đã chiếm ưu thế trên mọi mặt, trong lòng không kiềm được mà vui mừng. Đối phương nhất định sẽ phái máy bay chiến đấu đến bắn phá chúng ta, lập tức truyền lệnh, cho máy bay chiến đấu của chúng ta bay vào trong ranh giới của đối phương, ngăn cản máy bay chiến đấu của đối phương đến chi viện. Lê Uy Long nói. Vâng, lập tức có người đi truyền lại mệnh lệnh của Lê Uy Long. Không quân nhận được mệnh lệnh của Lê Uy Long, máy bay chiến đấu của Long Quốc lập tức bắt đầu sôi nổi bay về phía trong phong tuyến của đối phương, chuẩn bị ngăn chặn máy bay chiến đấu của đối phương bay về phía trước chi viện. Những máy bay chiến đấu này của Long Quốc vừa mới bắn phá dữ dội trận địa của đối phương xong, cũng chưa rời đi quá xa, còn đang lượn vòng xung quanh. Máy bay chiến đấu của Long Quốc cũng không cách xa Sư Quốc. Vào trong biên giới Sư Quốc chẳng qua cũng chỉ mất mấy phút đồng hồ. Tuy rằng Peter đã cực kỳ cố gắng, dốc hết sức mình để chỉ huy binh lính, nhưng mà binh lính của ông ta đã bị binh lính của Lê Uy Long tấn công từ bốn phía, hoàn toàn không có cách nào đối đầu với binh lính của Lê Uy Long được. Thấy tình thế đã hoàn toàn hết hy vọng, ông ta chỉ có thể trông mong vào máy bay chiến đấu mà tổng bộ phái đi có thể đến chiến trường sớm hơn một chút thôi. Lúc này, máy bay chiến đấu của Long Quốc đã vượt qua đường biên giới, đi vào trong biên giới của Sư Quốc. Không lâu sau, rất nhiều máy bay chiến đấu của Sư Quốc cũng bay đến biên giới phía Bắc, đúng lúc gặp được máy bay chiến đấu của Long Quốc giữa bầu trời. Máy bay chiến đấu của Long Quốc đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức triển khai chiến đấu với máy bay chiến đấu của Sư Quốc giữa không trung. Chương 633 máy bay chi viện. Máy bay của quân Sư Quốc vội vàng chạy đến chi viện cho Peter. Không ngờ được máy bay chiến đấu của Long Quốc thế mà đã tiến vào trong biên giới Sư Quốc, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ có thể triển khai trận chiến bất ngờ với máy bay chiến đấu của Long Quốc. Mấy máy bay chiến đấu của khu vực chiến đấu phương Bắc Long Quốc có lẽ đều đã được điều động hết rồi, số lượng còn đông hơn cả máy bay của quân địch Sư Quốc, hoàn toàn áp đảo máy bay của địch. Vì máy bay chiến đấu của Long Quốc có chuẩn bị từ trước, nên máy bay quân địch liên tục bị bắn rơi. Những máy bay còn chưa bị tấn công của địch, nhìn thấy tình thế không ổn, sợ đến mức rối rít hốt hoảng chạy trốn. Máy bay chiến đấu của Long Quốc xin chỉ thị của Lê Uy Long, có cần thừa thắng xông lên hay không? Lê Uy Long bảo máy bay chiến đấu của Long Quốc không cần đi sâu vào biên giới quân địch, nhanh chóng rút lui quay về, để tránh gặp phải sự tấn công của hệ thống phòng thủ trên không của quân địch. Máy bay chiến đấu của Long Quốc đành phải nghe lệnh rút lui, canh phòng gần đường biên giới, nếu lại có máy bay quân địch tấn công, sẽ tiếp tục ngăn lại máy bay địch bên ngoài biên giới. Trận địa tuyến phòng ngự số 1, trận đánh giáp lá cả vẫn đang tiếp tục diễn ra. Binh lính của Long Quốc lúc này đã bao vây xung quanh binh lính dưới trướng Peter. Binh lính của Peter tổn thất vô cùng nặng nề, càng ngày càng ít. Trên trận địa đau khổ chờ đợi máy bay chiến đấu của phe họ đến chi viện, nhưng mà 10 phút đã trôi qua, mà máy bay chiến đấu của phe họ vẫn chậm chạp chưa đến. Ông ta đã gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. Tại sao máy bay chiến đấu của chúng ta vẫn còn chưa đến? Peter hổn hển nhớn nhắc hỏi. Lúc trước chỗ tổng bộ bên kia nói máy bay chiến đấu có thể đến nơi trong vòng 10 phút mà, bây giờ 10 phút đã trôi qua rồi, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Tham mưu nói. Mau đi liên lạc lại với tổng bộ đi, hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Peter quát ầm lên. Dạ, tham mưu lại lập tức chạy đi liên lạc với tổng bộ. Gọi tổng bộ, gọi tổng bộ, tham mưu lo lắng kêu gào. Tổng bộ nhận được, tổng bộ nhận được, người của tổng bộ bên kia nói. Bây giờ đã 10 phút trôi qua, tại sao máy bay chiến đấu của chúng ta vẫn chưa đến? Tham mưu hỏi. Máy bay chiến đấu của chúng ta gặp sự ngăn cản của máy bay chiến đấu của Long Quốc. Không có cách nào đi vào biên giới của Long Quốc được. Người của tổng bộ nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng tôi sắp không chịu nổi rồi. Nếu máy bay chiến đấu của chúng ta còn chưa đến, trận địa này nhất định sẽ không giữ được. Tham mưu lo lắng nói. Chúng tôi đang nghĩ cách rồi, bây giờ chỉ có thể đợi binh lính của Murphy đi trước chi viện thôi. Người của tổng bộ nói. Binh lính của Murphy, có lẽ phải 1 tiếng đồng hồ nữa mới có thể đến nơi, chúng tôi không chống đỡ được lâu như vậy đâu. Tham mưu nói. Nhất định phải giữ vững trận địa này, đây là mệnh lệnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng nghĩ cách chi viện. Người của tổng bộ bên kia nói. Được rồi, nhất định phải nhanh chóng tìm quân chi viện đấy. Tham mưu nói. Sau khi cúp điện thoại, tham mưu lại chạy về phía Peter báo cáo lại tình hình. Peter biết máy bay chiến đấu do tổng bộ phái đến bị máy bay chiến đấu của Long Quốc đánh lui, lập tức bắt đầu tuyệt vọng. Binh lính chỉ hoãn chậm chạp chưa đến, máy bay chiến đấu lại không có cách nào chi viện được, làm thế nào giữ vững trận địa được đây? Peter ngửa mặt lên trời thở dài. Tướng quân, quân địch sắp đánh đến đây rồi, chúng ta mau đột phá vòng vây chạy ra ngoài đi. Tham mưu nói. Đột phá vòng vây sao? Bây giờ 4 phía đều là binh lính của Long Quốc, đột phá vòng vây kiểu gì được? Peter nói. Vậy làm sao bây giờ? Tham mưu nhìn thấy xung quanh đều là binh lính của Long Quốc, cũng biết chẳng có hy vọng gì đột phá được vòng vây. Chỉ có cách duy nhất là lấy cái chết hy sinh cho Tổ quốc. Peter nói xong, rút súng ra, chuẩn bị nổ súng tự sát. Tham mưu và đám hộ vệ nhìn thấy thế, lập tức kinh hãi, tất cả xông lên đè tay cầm súng của Peter xuống. Tướng quân, đừng làm vậy, một hộ vệ nói. Tướng quân, tuyệt đối không thể được, ông bình tĩnh một chút, chúng ta vẫn còn có cách khác mà. Tham mưu cũng nói, bây giờ chúng ta đã bị bao vây tấn công khắp nơi, hết hy vọng đột phá vòng vây, quân địch sắp đánh đến nơi rồi, chúng ta còn có cách gì được nữa. Peter nói, chúng ta có thể đầu hàng, tham mưu lớn tiếng nói. Đầu hàng, Peter này thà chết cũng sẽ không đầu hàng, Peter nói. Nếu chúng ta không đầu hàng, tất cả binh lính của chúng ta sẽ chết trận ngay lập tức, ông thân là thống soái của 10.000 quân, không suy nghĩ cho mình, cũng phải lo nghĩ cho binh lính dưới quyền chứ. Bây giờ ngoại trừ đầu hàng ra, không còn lựa chọn nào khác nữa. Tham mưu khuyên can. Peter nghe tham mưu nói như vậy, lập tức mềm lòng. Tướng quân, đừng do dự nữa, chúng ta mau đầu hàng đi. Bây giờ chỉ có duy nhất một con đường là đầu hàng, thì mới có thể giữ được binh lính của chúng ta mà thôi. Tham mưu nói. Nhìn binh lính của mình càng ngày càng ít đi, Peter chỉ có thể mệt mỏi nói, vậy thì mau đầu hàng đi. Chương 634 nâng cờ trắng. Tham mưu của quân đối phương nghe thấy Peter đồng ý đầu hàng, lập tức hét lên, mau nâng cờ trắng đầu hàng đi. Đám cận vệ lập tức sôi nổi đi tìm cờ trắng, sau đó giơ cờ cao lên. Đừng đánh nữa, chúng tôi đầu hàng. Đừng đánh nữa, chúng tôi đầu hàng. Đừng đánh nữa, chúng tôi đầu hàng. Tham mưu và đám cận vệ vừa phe phẩy cờ trắng vừa rối rít hét to. Quân địch nhìn thấy chủ tướng bên kia đã giơ cờ trắng lên, biết chủ tướng muốn đầu hàng, đều rối rít bỏ súng xuống, ngừng phản kháng, giơ tay đầu hàng. Lúc này, ở bên ngoài tuyến phòng ngự số 1. Hộ soái, quân địch đầu hàng rồi. Hà Ngọc Lan nhìn thấy ở trên trận địa, quân địch giơ cờ trắng đầu hàng, lúc này cực kỳ phấn khởi. Lập tức truyền lệnh, tiếp nhận việc bọn họ đầu hàng, ngừng tấn công. Lệ Uy Long nhìn thấy quân địch đã đầu hàng, cũng không muốn tiếp tục chém giết nữa. Bởi vì, quân địch đã đầu hàng, nếu còn tiếp tục chém giết, ép quân địch quá mức thì họ sẽ phải liều chết chống cự, như vậy tướng sĩ quân mình cũng sẽ tổn thất rất nhiều. Hơn nữa, quân chi viện của quân địch không bao lâu sau sẽ đuổi đến nơi, bây giờ có thể nhanh chóng cướp lại trận địa, kết thúc trận chiến, đó là chuyện không gì tốt hơn nữa. Chỉ cần có thể giải quyết chiến đấu trước thời gian dự tính, thu lại đất đai đã mất, thì sẽ có thể có nhiều thời gian sửa chữa công sự hơn một chút, chuẩn bị sẵn sàng cho việc nghênh đón quân chi viện của địch. Lệ Uy Long ra lệnh xong, lập tức có người truyền lệnh xuống, tiếp nhận quân địch đầu hàng, ngừng tấn công. Tướng sĩ Long Quốc nghe thấy mệnh lệnh, tất cả đều ngừng tấn công, dùng súng chĩa vào quân địch.
Lúc này, quân lính của sư quốc còn sót lại khoảng 50.000 quân, toàn bộ đều đã bỏ vũ khí đầu hàng. Tướng sĩ Long Quốc thu được súng ống của quân địch, để bọn chúng tập trung ở một chỗ, hơn nữa còn bao vây xung quanh bọn họ chặt chẽ, dùng súng chĩa vào bọn họ, đề phòng bọn họ chống cự. Hộ soái, quân địch đã bị chúng ta khống chế hoàn toàn, chúng ta có thể đi vào được rồi. Hà Ngọc Lan nói, được, đi theo tôi bước vào tuyến phòng ngự số 1. Lệ Uy Long nói, sải bước, oai phong lẫm liệt đi về phía tuyến phòng ngự số 1. Hà Ngọc Lan và đám hộ vệ đi theo bên cạnh Lệ Uy Long, bảo vệ chặt chẽ ngay bên cạnh anh. Trải qua trận chiến đầy máu tanh này, trận địa đã đầy thi thể nằm rải rác khắp nơi, phần lớn đều là thi thể của quân địch, đương nhiên cũng có rất nhiều tướng sĩ Long Quốc đã hy sinh. Lệ Uy Long nhanh chóng bước vào tuyến phòng ngự số 1, đi đến trước mặt tù binh. Lúc này, tướng quân thua trận Peter đã mặt mũi xám xịt, như chó nhà có tang, mất hồn mất vía. Ban đầu ông ta cho rằng mình có thể tạo thành thế tấn công trước sau cùng với quân chi viện của Murphy, một lần hành động lập tức đánh bại được chiến thần số 1 Long Quốc là Lệ Uy Long, một trận vang danh, chấn động đất trời. Không ngờ đến khi mình đối mặt với Lệ Uy Long dùng binh như thần, lại chẳng thể kiên trì được nổi 2 tiếng đồng hồ. Bản thân mình nắm giữ mấy trăm nghìn quân lính, hơn nữa còn có tuyến phòng ngự vững như thành đồng, nhưng mà còn chưa đợi được quân chi viện của Murphy đến, đã bị Lệ Uy Long đánh tan rồi. Ông có gì muốn nói không? Lệ Uy Long lạnh lùng hỏi Peter. Lê Hộ Soái dùng binh như thần, không gì không phá được, trăm trận trăm thắng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh tiếng đúng như thực tế, tôi thua tâm phục khẩu phục, đã không còn gì để nói nữa rồi. Peter nói, những kẻ không có đạo nghĩa như các ông, nhất định sẽ thất bại, đợi lát nữa nhìn xem tôi xử lý quân chi viện của các ông thế nào. Kẻ xâm phạm Long Quốc của chúng tôi, có xa mấy cũng giết. Lệ Uy Long nói. Sau đó, Lệ Uy Long tách một nhánh quân lính ra, đặc biệt trông coi nhóm thủ binh đông đảo này. Sau đó, Lệ Uy Long lại cho tướng sĩ tranh thủ thời gian sửa chữa công trình phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón quân chi viện của Murphy đến. Chương 635 đầu hàng. Chuyện Peter đầu hàng Lệ Uy Long đã nhanh chóng truyền đến sư quốc. Cả sư quốc khiếp sợ, cũng không ngờ được Lệ Uy Long lại có thể đánh tan được tuyến phòng ngự vững như thành đồng trong thời gian ngắn như vậy, ép cho Peter phải đầu hàng. Đương nhiên, bọn họ cũng thật sự không ngờ được, trong tình huống Peter vẫn còn 50.000 binh lính, mà lại lựa chọn đầu hàng Lệ Uy Long. Tổng bộ sư quốc lại càng giận dữ đùng đùng, mắng to Peter là kẻ hèn nhát, là điều sỉ nhục của người sư quốc. Đồng thời, tổng bộ sư quốc cũng ra lệnh cho Murphy tăng tốc độ hành quân, thừa dịp binh lính của Lệ Uy Long chưa đặt chân vững vàng, cướp lại tuyến phòng ngự thứ nhất. Đồng thời, sư quốc cũng chuẩn bị phái ra số lượng lớn máy bay chiến đấu, quyết một trận sống mái với máy bay chiến đấu trên bầu trời Long Quốc. Murphy nhận được mệnh lệnh của tổng bộ, biết được Peter đã đầu hàng, lập tức vô cùng tức giận, trong tay Peter này có đến mấy trăm nghìn quân lính, thế mà lại không kiên trì được 5 tiếng đồng hồ. Nếu ông ta có thể giữ vững được thêm 1 tiếng nữa thôi, chúng ta đã có thể tấn công Lệ Uy Long từ cả 2 mặt, một lần đánh bại anh ta rồi. Tướng quân, bây giờ Peter đã đầu hàng rồi, chiến lược tấn công từ 2 mặt đã thất bại, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một tướng lĩnh hỏi. Tổng bộ ra lệnh cho chúng ta, nhất định phải tranh thủ khi binh lính của Lệ Uy Long còn chưa đứng vững gót chân, đánh cho bọn họ không kịp trở tay, một lần nữa cướp lại tuyến phòng ngự thứ nhất của bọn họ. Murphy nói. Nhưng mà, Peter có tuyến phòng ngự vô cùng kiên cố như thành đồng mà còn không thể đánh bại được quân đội của Lệ Uy Long. Bây giờ Lệ Uy Long đã chiếm được tuyến phòng ngự thứ nhất rồi, chúng ta muốn đánh bại chiến thần số 1 của Long Quốc, nhất định là khó càng thêm khó. Tướng địch nói, không được nâng cao sĩ khí của người khác mà giảm đi uy thế của mình. Binh lính của Lệ Uy Long bôn ba đường dài, liên tục chiến đấu, đã mỏi mệt không chịu nổi từ lâu. Vừa nãy còn đánh một trận với Peter, chắc chắn sức chiến đấu cũng đã tổn thất nặng nề. Hơn nữa, tuyến phòng thủ số 1 chắc chắn đã bị bọn họ phá hủy gần hết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ chắc chắn chưa sửa chữa được gì cả. Chúng ta nhất định có thể đánh bại nhánh quân mệt mỏi này. Murphy nói. Tướng quân nói rất có lý, dựa theo tốc độ hành quân bây giờ, chưa đến 1 tiếng đồng hồ là chúng ta có thể đến được chiến trường rồi. Binh lính của Lệ Uy Long cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Đã phải chuẩn bị chiến đấu với chúng ta, chắc chắn không phải đối thủ của chúng ta. Tướng sĩ nói. Đúng vậy, ngoài ra, chúng ta còn có 2 nhánh quân bí mật, có thể bất ngờ tấn công Lệ Uy Long từ sau lưng bất cứ lúc nào. Murphy nói. 2 nhánh quân bí mật,
chính là nhánh quân trước đây đã điều động từ bên ngoài vào đóng giữ ở Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan đó sao? Tướng địch hỏi. Đúng vậy, chỉ cần hai nhánh quân này có thể vào đóng giữ ở Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan, chẳng những có thể đi thẳng đến khu vực chiến đấu phương Bắc của Long Quốc, còn có thể dùng để tấn công sau lưng Lê Uy Long. Murphy nói, tướng quân dùng binh như thần, đã tính trước mọi chuyện nên sắp xếp hai nhánh quân này, thật sự là kế hay. Tướng địch vui vẻ nói, truyền lệnh xuống dưới, tiếp tục tăng tốc độ đi đường, càng nhanh càng tốt, tranh thủ khi binh lính của Lê Uy Long còn chưa đặt vững gót chân, trong một lần hành động đánh bại anh ta. Murphy nói, rõ, tướng sĩ lập tức truyền lệnh, cho binh lính tăng tốc độ hành quân. Lúc này, bên trong tuyến phòng ngự thứ nhất, hộ soái, tuyến phòng ngự này đã bị chúng ta phá hủy quá nghiêm trọng, trong thời gian ngắn cũng không thể sửa chữa được bao nhiêu, mà binh lính của Murphy chẳng mấy chốc sẽ đến nơi rồi. Hà Ngọc Lan nhắc nhở. Tôi biết, bây giờ có thể sửa chữa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Lê Uy Long nói. Nếu hộ soái đã biết, chẳng lẽ đã nghĩ ra kế sách phá địch rồi sao? Hà Ngọc Lan hỏi. Đương nhiên, Murphy chẳng qua chỉ có vẻn vẹn 200.000 binh lính, nếu muốn tiêu diệt ông ta, quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Lê Uy Long đã có dự tính trong lòng từ trước. Hộ soái nghĩ ra kế sách phá địch gì vậy? Hà Ngọc Lan tò mò hỏi. Tôi sẽ sắp xếp hai nhánh quân bên ngoài, mai phục sẵn hai bên tuyến phòng ngự của chúng ta, đợi quân địch của Murphy vừa đến, chúng ta sẽ tấn công ông ta từ ba phía. Lê Uy Long nói. Chương 636 chúng ta còn trận nữa. Vậy việc này cũng không nên chậm trễ nữa, anh nhanh chóng sắp xếp mọi việc đi. Hà Ngọc Lan nói. Không vội, binh lính của Murphy cũng sẽ không đến đây nhanh như vậy, để bọn họ tập trung lực lượng, tranh thủ thời gian sửa chữa công sự đi, đợi đến khi binh lính của Murphy sắp đến nơi, lại rút hai nhánh quân ra mai phục cũng không muộn. Lê Uy Long nói. Lúc này, hộ soái trấn giữ phía Bắc Trương Minh Lương vừa đi tới vừa nói, Lê hộ soái thật đúng là chiến thần đứng đầu của Long Quốc. Một trận chiến đã cướp lại được phần đất bị mất ở biên giới phía bắc của chúng ta, Trương tôi khâm phục sát đất. Trương hộ soái quá khen, đây là kết quả của toàn bộ tướng sĩ chiến đấu đẫm máu, đều là công lao của mọi người. Lê Uy Long không dám một thân một mình tham công lao. Bất kể nói thế nào, Lê hộ soái vừa đến biên giới phía tây đã giải quyết được nguy cơ, một trận chiến đã thay đổi được tình hình chiến trận, không thể bỏ qua công lao được. Trương Minh Lương nói. Không bao lâu nữa binh lính của Murphy sẽ đến đây, chúng ta còn có một trận chiến ác liệt. Chỉ cần đánh phá được binh lính của Murphy, mới coi như ổn định được tình hình chiến trận ở biên giới phía Bắc. Bây giờ tình thế chưa ổn định, chúng ta vẫn không thể kiêu ngạo được. Lê Uy Long nói. Lê Hộ Soái nói rất có lý, sau đây, chúng ta phải làm thế nào để nghênh đón Murphy? Trương Minh Lương hỏi. Quân địch chắc chắn đã biết chúng ta điều động binh lính canh giữ Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan ra ngoài rồi. Nhất định sẽ thừa dịp Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan đang trống rỗng, phái binh lính đến đánh lén Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan. Lê Uy Long nói, không phải quốc vương Long Quốc đã điều động 10.000 binh lính từ mỗi nơi Dương Cốc Quan và Bạch Lộc Quan chia ra trấn giữ ở Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan rồi đó sao? Trương Minh Lương hỏi, đúng vậy, nhưng 10.000 binh lính này có lẽ không có cách nào giữ vững được hai nơi này. Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan là hai nơi quan trọng nhất, tuyệt đối không thể sai sót được. Một khi khiến cho kẻ địch từ Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan vào được biên giới phía Bắc, sẽ giống như hai mũi dao nhọn cắm lên bụng chúng ta. Lê Uy Long nói. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Trương Minh Lương hỏi. Lê Uy Long chưa trả lời Trương Minh Lương mà lại lập tức gọi to, Bành Tiến Long. Lương Thượng Vũ. Có. Tướng trấn giữ Cổ Bảo Quan là Bành Tiến Long, tướng trấn giữ Vạn Phong Quan là Lương Thượng Vũ đồng thời xuất hiện. Dẫn binh lính của các anh. Lập tức chạy đến Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan, cần phải bảo vệ chặt chẽ hai cửa khẩu này, tuyệt đối không thể sai sót được. Lê Uy Long nói. Dạ, Bành Tiến Long và Lương Thượng Vũ cùng đồng thanh nói. Binh lính của kẻ địch bây giờ chắc chắn đang trên đường đến rồi, các anh cũng từ bên ngoài cửa khẩu quay về, đi theo sau lưng kẻ địch, đợi đến khi kẻ địch tấn công Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan, các anh đánh lén bọn họ từ sau lưng, cùng với những tướng sĩ giữ cửa khẩu tạo thành thế tấn công hai mặt. Tiêu diệt kẻ địch ngay bên ngoài cửa khẩu. Lê Uy Long nói. Dạ. Bành Tiến Long và Lương Thượng Vũ lập tức dẫn binh lính của mình rời đi, dựa theo lời nói của Lê Uy Long, từ đường ngoài cửa khẩu chạy về phía Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan. Lê Hộ Soái, binh lính của Murphy đã sắp đến nơi rồi, chúng ta điều binh lính của Bành Tiến Long và Lương Thượng Vũ đi mất, thực lực sẽ suy yếu mấy phần.
Trương Minh Lương nói. Cổ bảo quan và vạn phong quan là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể có gì sai sót được, nhất định phải phái bọn họ quay về canh giữ. Lê Uy Long nói. Được, tất cả đều nghe theo Lê Hộ Soái sắp xếp. Trương Minh Lương nói. Lúc này, tổng bộ khu vực chiến đấu phương Bắc. Quốc Vương Long Quốc biết được Lê Uy Long đã đánh bại Peter, ép Peter phải đầu hàng, chỉ một lần hành động đã giành lại được tuyến phòng ngự đầu tiên, thu lại được đất đai đã mất, mặt rồng lập tức vô cùng vui mừng, vui vẻ nói, Lê Hộ Soái dùng binh như thần, đánh đâu thắng đó không gì cản được, có Lê Hộ Soái ở đây, có thể bảo vệ được sông núi Long Quốc chúng ta không cần lo lắng. Chương 637 có 102. Long chủ, Lê Hộ Soái đúng là người có tài có 102, có Lê Hộ Soái ở biên giới phía Bắc, Long chủ sẽ có thể bình tĩnh thanh thản được rồi. Quan Hồng nói, biên giới phía Bắc có Lê Hộ Soái, tôi đương nhiên có thể yên tâm, nhưng mà hôm nay kẻ địch ở biên giới phía Nam đã tiến thẳng vào thành phố Quốc Hòa, kẻ địch ở biên giới phía Đông cũng tiến sát từng bước, tôi rất lo lắng biên giới phía Nam và phía Đông. Long chủ nói, Long chủ không cần phải lo lắng về biên giới phía Đông, đợi nhóm tàu chiến của chúng ta đến được biên giới phía Đông, thì sẽ lập tức có thể hóa giải được nguy hiểm ở nơi đó. Còn về phần biên giới phía Nam, thì đợi Lê Hộ Soái ổn định tình hình chiến trận của biên giới phía Bắc xong, có thể phái anh ta quay về biên giới phía Nam để phá địch. Quan Hồng nói, Lê Hộ Soái chinh chiến từ Nam đến Bắc, cái gì cũng phải dựa vào anh ta, thật sự làm khó anh ta rồi. Nếu Long Quốc chúng ta có thể thêm được mấy vị tướng tài ba như Lê Hộ Soái, thì không ai dám soi mói ngấp nghé sông núi Long Quốc ta nữa. Long chủ nói, Long chủ, tướng tài như Lê Hộ Soái, thật hiếm có trên đời, trăm năm mới gặp được một lần, có một vị như vậy đã là đủ rồi, không thể cầu quá nhiều được. Quan Hồng nói, cũng phải, có Lê Hộ Soái ở đây, là có thể bảo vệ được non sông Long Quốc của chúng ta, chẳng qua để cho anh ta chinh chiến khắp nơi, cũng quá vất vả cho anh ta rồi. Quốc Vương Long Quốc nói, tin chiến thắng về việc Lê Uy Long vừa đánh một trận đầu tiên đã đánh bại Peter, ép Peter phải dẫn đầu 50.000 quân địch đầu hàng và cướp lại phần đất đai đã mất ở biên giới phía Bắc, đã nhanh chóng lan truyền khắp Long Quốc. Dân chúng ở Long Quốc gieo hò vui sướng. Một trận chiến này đánh ra danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc, khiến những dân chúng đã mất lòng tin vào Long Quốc lại dâng lên hy vọng một lần nữa, khiến dân chúng Long Quốc đều hãnh diện nở mày nở mặt. Tin chiến thắng này được báo cáo đúng như sự thật, dân chúng của Long Quốc đều biết trận chiến này là công lao của Lê Uy Long, cũng biết Lê Uy Long đang ở biên giới phía Bắc. Toàn dân chúng đều đã biết đến cái tên Lê Uy Long. Trận chiến này cũng cổ vũ nâng cao sĩ khí của Long Quốc, khiến cho tướng sĩ ở biên giới phía Đông và phía Nam đều máu nóng sôi trào, sĩ khí tăng nhanh. Lúc này, ở biên giới phía Nam, Lê Hộ Soái đã cướp lại đạo phòng ngự thứ nhất ngay trong trận đầu ở biên giới phía Bắc. Mấy ngày nữa thôi sẽ ổn định được tình hình chiến trận ở nơi đó, truyền lệnh cho toàn bộ quân lính tướng sĩ, biên giới phía Nam chúng ta nhất định cũng phải dốc hết sức lực kháng chiến, đánh ra danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc, tuyệt không thể để kẻ địch dễ dàng bước chân vào thành phố Quốc Hòa được. Hộ soái trấn giữ phía Nam Trần Kiệt nói. Rõ, lập tức có người đi truyền đạt mệnh lệnh của Trần Kiệt. Lúc này, quân địch đã đến gần thành phố Quốc Hòa, vô số tàu chiến chậm rãi đánh tới. Vũ Hải chỉ huy tàu chiến của Long Quốc, vì số lượng có hạn, đã bị hao tổn nghiêm trọng, không chống lại được tàu chiến của địch, lui giữ đến bờ biển. Thiên Thành và Lê Lương Quân dẫn đầu tướng sĩ ở biên giới phía Nam đang chiến đấu đẫm máu với quân địch bên bờ biển, ngăn chặn kẻ địch lên bờ. Các tướng sĩ, Lê Hộ Soái đã giành được thắng lợi lớn ở biên giới phía Bắc, đánh ra danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc chúng ta, Trần Hộ Soái cũng ra lệnh cho chúng ta đánh ra danh tiếng lẫy lừng của Long Quốc. Ngăn chặn tướng địch bên ngoài thành phố Quốc Hòa, chúng ta nhất định phải quyết chiến đến cùng với quân địch, tuyệt đối không thể làm Long Quốc mất mặt được. Thiên Thành vung tay hét to. Toàn bộ quân lính tướng sĩ trong nháy mắt máu nóng sôi trào, tất cả đều anh dũng giết địch. Bên bờ biển, vô số đạn pháo gào thét mà bắn ra, đánh úp về phía tàu chiến của địch. Tàu chiến của địch cũng bắn đạn pháo về phía quân lính bảo vệ Long Quốc trên bờ biển. Tiếng pháo, tiếng súng, tiếng nổ mạnh dữ dội vang lên. Chấn động từng cơn gây ra tiếng vang ầm ĩ. Máy bay chiến đấu của hai phe địch ta trên bầu trời cũng đang tiến hành liều mạng chiến đấu. Chiến đấu đến trình độ kịch liệt, không có cách nào miêu tả được. Có rất nhiều tướng sĩ Long Quốc bị tàu chiến của quân địch đánh bay, nhưng cũng không có ai lùi bước về phía sau. Vì Thiên Thành và Lê Lương Quân đã bố trí canh phòng bên bờ biển từ lâu, tuy rằng tàu chiến của nước Liệt Ưng và nước Cự Hùng mạnh mẽ,
nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đến gần bờ biển được. Hai bên chiến đấu kịch liệt ở gần bờ biển thành phố Quốc Hòa, tướng sĩ Long Quốc trả giá nặng nề, quân địch cũng phải tổn thất nghiêm trọng. Chương 638 biên giới phía đông. Lúc này, ở biên giới phía đông, dưới sự liên kết tấn công mạnh mẽ của tàu chiến nước Cự Hùng và nước Dẫn Dao, tàu chiến ở biên giới phía đông đã liên tục thất bại lui quân, sắp lùi đến bờ biển rồi. Hộ soái, tàu chiến của quân địch liên kết lại sắp đánh tan tuyến phòng ngự trên biển của quân ta rồi, làm sao bây giờ? Một tướng lĩnh vội vàng chạy vào phòng tác chiến của khu vực chiến đấu phía đông, nói với hộ soái trấn giữ phía đông là Dương Tuấn Vũ. Chúng ta điều động đội tàu chiến từ khu vực biển phía nam sẽ đến đây ngay thôi, truyền lệnh xuống, bảo các tướng sĩ nhất định phải quyết tử canh giữ, tuyệt đối không thể để cho quân địch đổ bộ lên bờ được. Hộ soái trấn giữ phía đông là Dương Tuấn Vũ nói. Đội tàu chiến của chúng ta, còn bao lâu nữa mới đến? Bây giờ tàu chiến của địch đã ép sát từng bước rồi, chúng tôi cùng lắm cũng chỉ có thể giữ vững thêm được nửa tiếng đồng hồ nữa thôi. Tướng lĩnh nói. Đội tàu chiến của chúng ta, cùng lắm cũng chỉ mất 20 phút nữa là có thể đến nơi thôi. Chỉ cần đội tàu chiến của chúng ta đến nơi là có thể tấn công hai mặt với tàu chiến của địch, đến lúc đó quân địch chắc chắn thất bại. Thành hay bại chỉ trong giây lát này thôi, vì vậy không tiếc phải trả bất cứ giá nào, cũng phải bảo vệ tuyến phòng ngự cuối cùng trên biển. Dương Tuấn Vũ nói. Rõ, tướng lĩnh lập tức chạy ra khỏi phòng tác chiến. Khu vực biển phía đông. Tướng sĩ ở biên giới phía đông nhận được mệnh lệnh phòng thủ đến hơi thở cuối cùng ở đạo phòng ngự cuối cùng trên biển của hộ soái trấn giữ phía nam Dương Tuấn Vũ, tất cả đều chiến đấu đẫm máu. Súng trên bờ cũng bắt đầu không ngừng nổ, bắn phá vào tàu chiến của địch. Có điều, đội liên minh tàu chiến của quân địch thật sự quá mạnh mẽ, đối mặt với sự tấn công đột ngột của tướng sĩ biên giới phía đông, vẫn có thể tiếp tục đẩy mạnh tấn công tiến về phía trước. Hộ soái trấn giữ phía đông Dương Tuấn Vũ cũng đã chuẩn bị xong việc chiến đấu trên đất liền. Tướng sĩ ở biên giới phía đông đã giữ vững được 20 phút, chỉ lát nữa thôi, đội liên minh tàu chiến của quân địch sẽ đánh phá tuyến phòng ngự cuối cùng. Đột nhiên, một đội tàu chiến mạnh mẽ từ xa đến gần, trùng trùng điệp điệp lao đến đây. Đội tàu chiến mạnh mẽ này chính là đội tàu chiến từ biên giới phía đông phái đến biên giới phía nam. Rầm rầm rầm. Đội tàu chiến của biên giới phía đông từ biên giới phía nam gấp gáp quay về, lập tức nổ súng tấn công đội liên minh tàu chiến của quân địch. Tàu chiến của quân địch đang dốc hết sức tấn công tuyến phòng ngự trên biển cuối cùng của biên giới phía đông, không ngờ sẽ có một nhánh tàu chiến Long Quốc mạnh mẽ từ bên cạnh bất ngờ tấn công, tất cả đều bất ngờ không kịp đề phòng, rối rít trúng đạn pháo. Đội tàu chiến của chúng ta cuối cùng cũng đã quay về rồi. Giết! Tổng chỉ huy tiền tuyến của biên giới phía đông nhìn thấy tàu chiến của mình cuối cùng đã quay về, lập tức kích động đến mức gầm lên giận dữ. Tướng sĩ ở biên giới phía đông nhìn thấy đội tàu chiến của mình cuối cùng đã quay về, tất cả đều vô cùng vui mừng, tinh thần phấn chấn, càng anh dũng giết địch hơn. Tàu chiến liên minh của quân địch bị tấn công từ hai mặt, trong lúc gấp gáp chỉ có thể chia thành hai đội, chiến hạm của nước Cự Hùng chiến đấu với đoàn tàu chiến mới từ biên giới phía nam về. Chiến hạm của nước Dẫn Dao tiếp tục tấn công tuyến phòng ngự cuối cùng của biên giới phía đông. Vì đoàn tàu chiến liên minh của quân địch phải chia quân thành hai hướng, thực lực đương nhiên cũng giảm đi đáng kể. Chiến hạm của nước Cự Hùng hoàn toàn không phải đối thủ của đội tàu chiến vừa mới gấp gáp chạy từ biên giới phía nam về đây. Mà chiến hạm của nước Dẫn Dao cũng không phải đối thủ của chiến hạm biên giới phía đông vốn đang dĩ sĩ khí dâng cao. Ở biên giới phía đông, tàu chiến tấn công từ hai mặt. Hơn nữa còn có sự tấn công từ trên bờ, tàu chiến quân địch bị tổn thất nặng nề, một số tàu chiến của địch vì bị hao tổn nặng nề, mà bắt đầu chìm xuống. Lúc này, ở thành phố Bắc Giang, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng đã đến thành phố Bắc Giang, được sắp xếp ở trong một căn biệt thự. Hộ vệ đi theo canh gác xung quanh biệt thự, bảo vệ sự an toàn của vợ hộ soái là Chu Nhược Mai. Nhược Mai, vừa mới có tin thắng trận được truyền đến. Lệ Uy Long đánh bại quân địch ở biên giới phía Bắc, ép Peter dẫn đầu 50.000 quân địch phải đầu hàng, chỉ trong một lần hành động đã thu lại được phần đất đai bị mất ở biên giới phía Bắc. Chồng cậu thật sự là anh hùng có một không hai, Nguyễn Tú Hằng hưng phấn nói. Thật sự là không ngờ được, Lệ Uy Long lại có thể có năng lực đến như vậy. Chu Nhược Mai biết được tin tức này cũng vô cùng phấn khởi, không ngờ được chồng mình lại lợi hại đến vậy, đến biên giới phía Bắc, thì đã lập tức đánh bại được quân địch, giành được thắng lớn. Bây giờ Lệ Uy Long đã trở thành anh hùng của toàn bộ Long Quốc rồi, đợi lần này Lệ Uy Long chiến thắng trở về, cậu nhất định phải gạo nấu thành cơm với anh ta mới được,
nếu không với thân phận và địa vị của anh ta, nhất định sẽ có rất nhiều người phụ nữ có ý đồ với anh ta. Nguyễn Tú Hằng nói, đợi anh ấy có thể còn sống trở về đã rồi nói sau. Bây giờ quân địch đã thua trận, chắc chắn sẽ không cam lòng, nhất định sẽ tấn công hàng loạt, tình hình của biên giới phía Bắc vẫn chưa hoàn toàn ổn định đâu, vẫn tồn tại rất nhiều điều khó mà lường trước được. Chu Nhược Mai rất lo lắng nói. Lệ Uy Long là hộ soái đứng đầu Long Quốc, chiến tướng 5 sao duy nhất, quân địch chắc chắn không phải đối thủ của anh ta, cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Nguyễn Tú Hằng an ủi. Ừ, hy vọng anh ấy người hiền được phù hộ, không xảy ra chuyện gì. Bây giờ tình hình chiến đấu của biên giới phía Nam cũng không lạc quan chút nào, quân địch đã ép sát thành phố Quốc Hòa rồi, cũng không biết rốt cuộc bố tớ và người nhà họ Chu bây giờ thế nào. Chu Nhược Mai lại rất lo lắng nói. Chương 639 tại Bắc Giang. Cậu có thể gọi điện thoại hỏi bố cậu một chút, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Nguyễn Tú Hằng nói. Được rồi, tớ gọi điện thoại cho bố ngay đây. Chu Nhược Mai nói xong, lập tức rút điện thoại di động ra, gọi cho Chu Hòa. Giờ phút này Chu Hòa và người nhà họ Chu cũng vừa mới sắp xếp ổn thỏa ở thành phố Bắc Giang xong, nhìn thấy con gái Chu Nhược Mai gọi điện thoại đến, lập tức nghe máy. Nhược Mai, gọi điện thoại cho bố có chuyện gì vậy? Chu Hòa hỏi. Bố, cũng không có chuyện gì, con chỉ muốn hỏi một chút, bây giờ bố đang ở đâu? Chu Nhược Mai hỏi. Bố vừa đến thành phố Bắc Giang xong, còn con thì sao? Con đang ở đâu? Chu Hòa cũng hỏi. Con cũng đến thành phố Bắc Giang rồi. Chu Nhược Mai biết bố mình cũng đã đến thành phố Bắc Giang, lập tức yên tâm. Con cũng đến thành phố Bắc Giang là tốt rồi, có thể thành phố Quốc Hòa sẽ bị chiếm đóng. Chu Hòa nói. Vâng, người nhà mình bà nội, chú hai, thím hai cũng đến thành phố Bắc Giang rồi sao? Tuy rằng Chu Nhược Mai đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu, nhưng mà vẫn muốn biết tin tức của bọn họ. Đúng vậy, bố đi theo bọn họ cùng đến thành phố Bắc Giang. Chu Hòa nói. Cùng đến là được rồi. Mọi người phải giữ gìn sức khỏe. Chu Nhược Mai nói. Được rồi, con cũng giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn. Chu Hòa nói. Chu Hòa cúp điện thoại xong, bà Chu hỏi, vừa nãy là Nhược Mai gọi điện thoại đến à? Đúng vậy, Nhược Mai cũng đã đến thành phố Bắc Giang rồi. Chu Hòa nói. Đến thành phố Bắc Giang là tốt rồi. Không biết bây giờ Lệ Ngọc và Hoàng Lâm đã đến thành phố Bắc Giang chưa? Bà Chu nói. Mẹ! Con gọi điện cho Hoàng Lâm hỏi là biết ngay. Thúy Họa nói. Được rồi, mau gọi điện thoại cho Hoàng Lâm hỏi xem. Bà Chu nói. Nghe vậy, Thúy Họa rút điện thoại di động ra, gọi cho Chu Hoàng Lâm. Lúc này Chu Hoàng Lâm và người nhà họ Trần vẫn đang ở lại thành phố Quốc Hòa. Bọn họ cũng đã nghe thấy tiếng súng tiếng pháo dữ dội, chỉ đợi quân địch tấn công vào thành phố Quốc Hòa là có thể đưa cả gia đình đi nương nhờ nước Liệt Ưng. Lúc này, điện thoại của Chu Hoàng Lâm đột nhiên vang lên. Anh ta lấy ra nhìn xem, thấy là mẹ mình Thúy Họa gọi đến, lập tức nghe máy. Mẹ, có chuyện gì vậy? Chu Hoàng Lâm hỏi. Hoàng Lâm, con và chị con bây giờ đang đến đâu rồi? Thúy Họa hỏi. Bây giờ con và chị đang trên đường đến thành phố Bắc Giang rồi. Chu Hoàng Lâm nói dối. Sao các con hành động chậm chạp thế? Quân địch sắp tấn công vào thành phố Quốc Hòa đến nơi rồi. Thúy Họa hơi lo lắng nói. Mẹ, mẹ không cần phải lo cho chúng con đã đi được nửa đường rồi, cho dù quân địch có tấn công vào thành phố Quốc Hòa, cũng sẽ không đuổi theo nhanh như vậy được đâu. Chu Hoàng Lâm nói. Vậy là tốt rồi, các con phải tranh thủ thời gian chạy trốn đến thành phố Bắc Giang đấy. Thúy Họa nói. Con biết rồi, mẹ, bây giờ không trò chuyện với mẹ nữa, chúng con đang trên đường đi. Chu Hoàng Lâm nói xong, cúp điện thoại. Thúy Họa không nghĩ con trai lại nói dối mình, bà ta tin là thật, báo lại với bà Chu về hành trình của Chu Hoàng Lâm và Chu Lệ Ngọc. Bà Chu biết được Chu Hoàng Lâm và Chu Lệ Ngọc đều đi được nửa đường rồi, cũng thoáng yên tâm phần nào. Biên giới phía Bắc. Toàn thể tướng sĩ biên giới phía Bắc đều dốc hết sức lực sửa chữa công sự, lúc này công sự đã được sửa chữa lại rất nhiều. Hộ soái, quân địch của Murphy chỉ cách chúng ta không đến 30 dặm nữa thôi. Một tướng lĩnh chạy đến. Nói với Lê Uy Long. Được, Trương hộ soái, điều động hai sư đoàn của anh, chia ra mai phục ở hai bên đằng trước tuyến phòng ngự, đợi quân địch của Murphy đi vào, chúng ta sẽ tấn công từ ba phía, tiêu diệt quân địch ngay bên ngoài tuyến phòng ngự. Lê Uy Long nói với Trương Minh Lương. Vâng, Trương Minh Lương lập tức điều động hai sư đoàn tinh nhuệ ra ngoài, chia nhau mai phục ở hai bên đằng trước tuyến phòng ngự.
Khi hai sư đoàn tinh nhuệ của Trương Minh Lương vừa mới mai phục xong ở đằng trước tuyến phòng ngự, Murphy đã dẫn đầu 160.000 quân địch của sư quốc trùng điệp xông đến. Chương 640 chuẩn bị chiến đấu. Toàn thể tướng sĩ, quân địch tấn công, chuẩn bị chiến đấu. Lệ Uy Long nhìn thấy Murphy dẫn đầu hơn 100.000 quân địch vào xâm phạm, lập tức rút thần kiếm Tiểu Thính Vũ Lâu ra lệnh. Tướng sĩ ở tuyến phòng ngự đầu tiên biên giới phía Bắc đã chuẩn bị xong hết từ lâu rồi, chỉ đợi binh lính của Murphy đến gần là có thể nổ súng. Murphy nhìn thấy Lệ Uy Long sắp xếp cũng không nhiều binh lính ở tuyến phòng ngự đầu tiên, cho rằng Lệ Uy Long vừa chiến đấu với Peter đã tổn thất nặng nề, sức lực suy giảm, lại càng muốn tranh thủ khi Lệ Uy Long chưa đứng vững bước chân, đánh tan tuyến phòng ngự đầu tiên này. Vì vậy, Murphy lập tức ra lệnh, các tướng sĩ, xông lên cho tôi. Đánh tan tuyến phòng ngự của kẻ địch, bắt sống Lệ Uy Long. Quân địch sư quốc nghe thấy mệnh lệnh của Murphy, giống như rời núi lấp biển xông về phía tuyến phòng ngự đầu tiên. Rầm rầm rầm. Quân địch của sư quốc đã dẫm lên bom mìn được Hà Ngọc Lan và công binh chôn xuống lúc trước, lập tức rối rít nổ tung, bị nổ đến mức người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Murphy hoàn toàn không ngờ được trước đó Lệ Uy Long đã cho người chôn bom mìn xuống dưới đất, nhìn thấy binh lính của mình bị nổ tan thành mây khói, lập tức sợ hãi tột độ. Trước đó Lệ Uy Long đã cho Hà Ngọc Lan dẫn lính công binh đi chôn những bom mìn này xuống đất, đầu tiên là để cho binh lính của mình phải đánh một trận sống mái, cắt đứt đường lui, thứ hai chính là vì chuẩn bị cho Murphy. Lệ Uy Long nhìn thấy binh lính của Murphy đã bị nổ đến mức đầu óc choáng váng, lập tức cầm thần kiếm trong tay, chỉ về phía trước, hét lên giận dữ, giết. Tướng sĩ Long Quốc nghe thấy mệnh lệnh của Lệ Uy Long, lập tức nổ súng về phía quân địch. Cộc cộc cộc, rầm rầm rầm. Trong chốc lát tiếng súng tiếng pháo vang lên dữ dội, đồng thời nổ súng về phía quân địch. Tướng sĩ trong tuyến phòng ngự và tướng sĩ ở hai phía mai phục bên ngoài tuyến phòng ngự cùng nổ súng về phía quân địch của Murphy. Vô số quân địch bị nổ chết, hoặc là bị trúng đạn chết, từng đám đông đảo ngã xuống. Murphy hoàn toàn không ngờ được, mình vừa mới ra lệnh tấn công đã trúng phải mai phục, cũng có phần không biết làm thế nào. Lúc này, quân địch chẳng những bị bom mìn chôn dưới đất nổ tung, còn bị tướng sĩ Long Quốc tấn công từ ba mặt, đầu óc càng thêm choáng váng, rối tinh rối mù. Chia ra ba đường chiến đấu, Murphy thấy tình thế không ổn, chỉ có thể ra lệnh chia ra thành ba đường để chiến đấu. Nhưng mà, giờ phút này binh lính của ông ta đã bị nổ đến mức đầu óc choáng váng, vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào chia thành ba đường nữa rồi. Lúc này, bom, mìn được chôn dưới đất còn đang không ngừng nổ tung. Tướng sĩ Long Quốc cũng nắm lấy cơ hội, tranh thủ lúc quân địch đang rối bời hỗn loạn, càng không ngừng nổ súng bắn phá quân địch. Chỉ một lúc sau, binh lính của Murphy đã tổn thất nặng nề. Tướng quân, Lệ Uy Long đã sắp xếp quân mai phục ở hai bên, chúng ta đã trúng mai phục rồi, chúng ta khẩn trương rút lui thôi. Một tướng địch nói, không được, không thể rút lui được, Lệ Uy Long đã là sư tử mệt mỏi rồi, hơn nữa còn rút ra nhiều binh lính đóng hai bên như vậy. Trong tuyến phòng ngự của anh ta chắc chắn đã trống rỗng, chúng ta chỉ cần tiếp tục xông lên phía trước là có thể bắt sống Lệ Uy Long. Murphy nói. Nhưng mà, Lệ Uy Long đã chôn bom mình xuống dọc đường, chúng ta tiếp tục xông lên phía trước, sẽ tổn thất nặng nề. Tướng địch nói. Tôi có mấy chục binh lính, những bom, mìn này chắc chắn sẽ nổ đến khi nào hết mới thôi, nổ không hết binh lính của chúng ta ngay lập tức được. Chỉ cần quyết chí tiến lên, mới đánh phá được tuyến phòng ngự của quân địch. Bắt sống Lệ Uy Long. Murphy nói. Tướng địch nghe thấy Murphy khăng khăng đòi tiếp tục tấn công, cũng không dám nhiều lời nữa. Truyền lệnh xuống, tập trung sức lực, xông về phía trước, một lần hành động đánh bại trận địa của quân địch. Murphy nhìn thấy binh lính của mình không có cách nào chia thành ba đường, dứt khoát tập trung binh lực phát động tấn công mạnh mẽ về phía tuyến phòng ngự đầu tiên của Lệ Uy Long. Tướng địch bên cạnh Murphy nghe thấy mệnh lệnh, đều sôi nổi truyền lệnh đến các bộ phận, cho binh lính liều mạng xông về phía trước. Những quân địch sư quốc kia nhận được mệnh lệnh, đành phải điên cuồng xông về phía tuyến phòng ngự đầu tiên. Chương 641 giết địch. Rầm rầm rầm. Quân địch xông lên không ngừng dẫm trúng bom mìn, khiến chúng nổ tung, có một số người lập tức bị nổ bay lên. Đi theo đằng sau quân địch, nhìn thấy người phía trước không ngừng bị nổ bay, bắt đầu sợ hãi. Có một số kẻ địch sợ đến mức rối rít lùi lại phía sau, chạy vắt giò lên cổ. Không được lùi lại, người lùi lại giết không cần hỏi.
Murphy vừa gầm lên giận dữ vừa lùi nổ súng bắn những binh sĩ lùi lại phía sau. Đội đôn đốc tác chiến của quân địch nghe thấy mệnh lệnh của Murphy, cũng dồn dập nổ súng về phía những binh lính đang lùi lại. Binh lính quân địch nhìn thấy những người lùi lại đều bị bắn chết ngay tại chỗ, cũng không dám lùi lại phía sau, chỉ có thể cứng rắn đâm đầu xung phong. Vì trước đó Lệ Uy Long đã sắp xếp cho Hà Ngọc Lan chôn bom mìn ở dọc đường, nên quân địch tấn công dọc đường không ngừng bị bom mìn nổ tung. Hai sư đoàn binh lính tinh nhuệ của Trương Minh Lương mai phục ở hai bên cũng không ngừng nổ súng bắn vào quân địch. Quân địch đang trên đường tấn công, bị tấn công ngược lại từ ba phía, tổn thất nặng nề, ít nhất cũng tổn thất 30.000 người. Có điều, quân địch có hơn mấy trăm nghìn người, bom mìn mà Hà Ngọc Lan và lính công binh chôn dưới đất cũng có hạn. Kẻ địch điên cuồng tấn công, lúc này đã bước vào khu vực không có chút bom mìn nào, đến gần tuyến phòng ngự đầu tiên rồi. Lúc này, Lệ Uy Long vẫn đứng ở bên trong tuyến phòng ngự đầu tiên đôn đốc tác chiến. Hộ soái, quân địch đã đến gần, trước tiên anh hãy lùi về trong sở chỉ huy tránh một lát đi đã. Hà Ngọc Lan nói. Không, các tướng sĩ đều đang chiến đấu đẫm máu với quân địch, tôi thân làm thống soái mấy chục nghìn quân, sao có thể lùi bước trốn trong sở chỉ huy được chứ? Lệ Uy Long nói. Chính vì anh là thống soái của mấy chục nghìn quân, sự sống chết của anh liên quan đến sự sống chết của toàn bộ binh lính, cho nên mới phải tránh đi. Hà Ngọc Lan nói, quân địch của Murphy bây giờ đã điên cuồng tấn công không còn để ý chút nào nữa, thứ đang liều mạng với chúng ta chính là can đảm. Ngõ hẹp gặp nhau người dũng cảm sẽ thắng, chúng ta hãy liều mạng so can đảm với ông ta. Nếu tôi lùi bước, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của phe mình. Lệ Uy Long nói, nhưng mà, ngộ nhớ anh bị đạn lạc bắn trúng, chẳng phải là tổn thất nặng nề của Long Quốc sao? Hà Ngọc Lan nói, viên đạn có thể bắn chúng tôi, quân địch vẫn chưa chế tạo ra đâu. Lệ Uy Long nói. Hà Ngọc Lan và đám hộ vệ nhìn thấy Lệ Uy Long không muốn trốn tránh, đành phải đứng sát bên cạnh Lệ Uy Long, nâng cao cảnh giác, ngộ nhớ có viên đạn bay đến, bọn họ sẽ không tiếc thân thể mình đi đỡ đạn thay cho Lệ Uy Long. Trương Lâm Lâm nhìn thấy Lệ Uy Long thân là hộ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc, cũng tự mình đứng trên chiến trường chỉ huy chiến đấu, cổ vũ sĩ khí, anh ta đương nhiên cũng sẽ không lùi bước. Cũng đứng trên chiến trường, chỉ huy binh lính của mình chiến đấu. Hộ vệ của Trương Minh Lương cũng đứng sát bên cạnh anh ta, bảo vệ ngay bên cạnh. Tướng sĩ Long Quốc nhìn thấy hai vị hộ soái Lệ Uy Long và Trương Minh Lương đều đích thân ra tiền tuyến chỉ huy, tất cả đều được cổ vũ vô cùng lớn lao, đối mặt với quân địch điên cuồng tấn công, bọn họ không hề sợ hãi, vẫn anh dũng giết địch. Vì Lệ Uy Long vừa mới tập trung binh lính sửa chữa công sự phòng ngự của tuyến phòng ngự đầu tiên vẫn khá chắc chắn. Quân địch điên cuồng tấn công, vẫn không thể xông vào trong tuyến phòng ngự được, vô số quân địch đều bị tiêu diệt bên ngoài tuyến phòng ngự. Hơn nữa còn có hai sư đoàn tinh nhuệ của Trương Minh Lương mai phục hai bên tấn công từ hai bên trái phải sang, quân địch càng thương vong vô cùng nghiêm trọng. Tướng quân, tuyến phòng ngự của Lệ Uy Long khá vững chắc, chúng ta bị tấn công từ ba phía, cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ rơi vào thế toàn quân bị diệt mất. Một tướng địch nhìn thấy thương vong vô cùng nặng nề, lại bắt đầu khuyên bảo Murphy. Bây giờ chia ra thành ba đường, một đường tiếp tục tấn công vào tuyến phòng ngự của Lệ Uy Long, hai đường còn lại chia ra chiến đấu với quân địch hai bên. Murphy vẫn không hề có ý rút lui, lại ra lệnh chia thành ba đường. Tướng địch nghe thấy mệnh lệnh của Murphy, đều rối rít tổ chức binh lính của mình, dựa theo mệnh lệnh chia thành ba đường chiến đấu. Lúc này tuy rằng quân địch đã tổn thất nặng nề, nhưng mà đã không còn hỗn loạn như lúc trước nữa, nhanh chóng chia thành ba đường. Chia nhau đối phó với trong tuyến phòng ngự và hai nhánh binh lính của Long Quốc ở hai bên trái phải. Trận chiến lại tiếp tục kéo dài, bước vào giai đoạn gay cấn. Mà lúc này, một viên đạn bay về phía ngực Lệ Uy Long. Hà Ngọc Lan nhìn thấy thế lập tức cực kỳ sợ hãi, cô ấy không suy nghĩ được nhiều nữa, lập tức lao người ra che chắn trước người Lệ Uy Long. Chương 642 đỡ đạn. Những hộ vệ khác nhìn thấy Hà Ngọc Lan lao người ra đỡ đạn cho Lệ Uy Long, cũng đều kịp thời phản ứng lại. Nhưng mà, bọn họ có muốn lao người ra thay Hà Ngọc Lan chăng nữa cũng không kịp nữa rồi. Vì tốc độ của viên đạn quá nhanh. Trong giây phút khi viên đạn sắp bắn trúng ngực Hà Ngọc Lan, một thanh kiếm to chặn lại trước người cô ấy. Cạch! Một âm thanh giòn giã vang lên, viên đạn va vào thân kiếm, sau đó rơi xuống mặt đất. Thanh kiếm to vừa đỡ đạn này đương nhiên chính là thanh kiếm thần Tiểu Thính Vũ Lâu. Vừa nãy khi viên đạn bay đến, Lệ Uy Long đã nhìn thấy Hà Ngọc Lan lao người ra chặn trước người mình,
đương nhiên anh sẽ không để cho Hà Ngọc Lan bị đạn bắn trúng, một tay ôm eo Hà Ngọc Lan, một tay dùng Tiểu Thính Vũ Lâu đỡ đạn. Dùng kiếm đỡ đạn, đối với Lệ Uy Long mà nói, hoàn toàn không phải vấn đề gì ghê gớm, trước đó khi ở thành phố Quốc Hòa, anh vẫn thường dùng đao hoặc kiếm để ngăn chặn viên đạn bắn đến. Hà Ngọc Lan cho rằng lần này mình chết chắc rồi, không ngờ được trong lúc nguy cấp Lệ Uy Long lại dùng kiếm đỡ được viên đạn thay cho cô ấy. Lúc này Hà Ngọc Lan còn chưa tỉnh táo lại được, ngây người như phỗng. Tôi không cần mọi người đỡ đạn, tôi nói, viên đạn có thể bắn chúng tôi, kẻ địch vẫn chưa chế tạo ra đâu. Lệ Uy Long lạnh nhạt nói. Nghe thấy Lệ Uy Long nói vậy, Hà Ngọc Lan mới tỉnh táo lại. Cảm thấy eo mình được Lệ Uy Long ôm lấy, Hà Ngọc Lan lập tức có một loại cảm giác an toàn hạnh phúc không gì sánh được. Cô ấy rất muốn được trải nghiệm cảm giác này nhiều thêm chút nữa, có điều, trước mặt tướng sĩ toàn quân lại bị Lệ Uy Long ôm vào lòng, cô ấy vẫn rất xấu hổ. Hổ soái, anh có thể buông tay anh ra trước đã, có được không? Hà Ngọc Lan hơi đỏ mặt tai hồng nói. Lúc này Lệ Uy Long mới nhớ đến vừa nãy dưới tình huống cấp bách, mình theo bản năng vươn tay ôm eo Hà Ngọc Lan. Vừa nãy ôm eo Hà Ngọc Lan là để đề phòng cô ấy cử động linh tinh, kiếm của mình sẽ làm cô ấy bị thương. Lệ Uy Long sốt ruột vội vàng buông bàn tay đang ôm Hà Ngọc Lan ra, sau đó nghiêm túc nói, lần sau đừng ngớ ngẩn như vậy, tôi có thanh kiếm thần Tiểu Thính Vũ Lâu này, tôi có thể tự bảo vệ mình, không cần cô phải đỡ đạn thay tôi. Tôi biết rồi, tôi như vậy không phải là sợ anh không phản ứng kịp đó sao? Thật sự là lòng tốt mà không được báo đáp. Hà Ngọc Lan cũng dám oán trách vị hộ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc Lệ Uy Long này trước mặt những hộ vệ khác. Được rồi, không cần nói nữa, thật sự là tự nghĩ quá nhiều, cô cũng có thể phản ứng kịp, tôi lại không phản ứng kịp sao? Lệ Uy Long nói xong lại tiếp tục quan sát tình hình trên chiến trường vô cùng chăm chú. Lúc này, tình hình trên chiến trường vẫn đang là Long Quốc chiếm ưu thế. Tuy rằng quân địch của Sư Quốc đã chia thành 3 đường chiến đấu, nhưng mà quân địch bị bao vây ở giữa. Hoàn toàn bại lộ dưới đường đạn của tướng sĩ Long Quốc, không có công sự gì che chắn, đã biến thành mục tiêu sống rồi. Tướng quân, bây giờ tình thế cực kỳ có hại đối với chúng ta đánh trong thời gian dài không xong, dựa theo sự tiêu hao trong thời gian này, sớm muộn gì binh lính của chúng ta cũng sẽ tổn thất gần như không còn. Một tướng địch nhìn thấy tình thế không thuận lợi, lại bắt đầu khuyên bảo Murphy. Anh gấp cái gì, tình hình chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Tổng bộ đã phái ra số lượng máy bay chiến đấu rất lớn, máy bay chiến đấu của chúng ta sắp bay đến nơi rồi. Đợi máy bay chiến đấu của chúng ta đến nơi, có quyền khống chế trên không, những binh lính này của Lệ Uy Long nhất định sẽ tan thành mây khói. Murphy nói. Tiếp theo, Murphy lại nói thêm, hơn nữa, tôi đã phái ra 2 nhánh quân, đánh lên Cổ Bảo Quan và Vạn Phong Quan. Đợi 2 nhánh quân kia của chúng ta thuận lợi đi qua cửa khẩu, là có thể đi vòng ra đằng sau Lệ Uy Long. Giết anh ta đến mức trở tay không kịp rồi. Tướng quân nói rất đúng, là do mặt tướng ngu dốt. Tướng địch nghe thấy Murphy nói như vậy, cũng không dám nhiều lời nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quân địch trên chiến trường không ngừng bị tiêu diệt. Lúc này, một tướng lĩnh chạy đến, lo lắng nói với Lệ Uy Long, hộ soái, vừa nhận được một tin báo, quân địch đã phái ra số lượng máy bay chiến đấu rất lớn, sắp đến biên giới phía Bắc rồi. Lệ Uy Long nghe vậy, lập tức nhíu mày. Chương 643 chiến đấu hết sức 1. Số lượng máy bay chiến đấu của quân địch là bao nhiêu? Lệ Uy Long hỏi. Số lượng máy bay chiến đấu của quân địch gấp 2 lần máy bay chiến đấu của phía Bắc ta. Tướng lĩnh Long Quốc kia nói. Lập tức ra hiệu cho máy bay chiến đấu của chúng ta rút lui, trở về trong phòng tuyến. Lệ Uy Long ra lệnh. Máy bay của chúng ta rút lui, vậy thì máy bay của quân địch sẽ tiến quân thần tốc. Chúng ta phải làm sao? Tướng lĩnh kia lo lắng hỏi. Lệ Uy Long nói, đợi máy bay địch tiến vào sau phía bắc của chúng ta, tôi sẽ lệnh cho tên lửa địa không bắn rơi máy bay địch. Mà tướng hiểu rồi, tướng lĩnh kia đáp. Khi máy bay chiến đấu của chúng ta rút lui, lập tức ném bom quân địch phía ngoài phòng tuyến trước, cố gắng tiêu diệt quân của Murphy. Lệ Uy Long lại nói. Vâng. Tướng lĩnh kia lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh để máy bay chiến đấu đang canh giữ ở biên giới Long Quốc rút lui về, tiến hành ném bom binh mã của Murphy. Sau đó, Lệ Uy Long gửi điện cho Long chủ Long Quốc để anh ta sắp xếp đội tên lửa từ xa ở khu vực phía Bắc, đợi đến khi máy bay chiến đấu của Sư Quốc tiến vào phía Bắc liền dùng tên lửa bắn rơi máy bay địch. Đồng thời, anh cũng cho đội tên lửa địa không ở phòng tuyến thứ nhất chuẩn bị thật tốt để bắn rơi máy bay địch.
đây là trận quyết chiến cuối cùng ở phía Bắc rồi. Lúc này, ở cửa ải cổ bảo, một vạn tướng sĩ được điều động từ cửa ải Dương Cốc đến trấn thủ cửa ải cổ bảo vừa mới tiến vào canh giữ cửa ải cổ bảo không lâu đã nhìn thấy khoảng 2 vạn quân sư quốc đang chạy đến cửa ải cổ bảo. 2 vạn quân sư quốc này chính là binh mã Murphy phái đến, ý đồ muốn đi vào từ cửa ải cổ bảo. Có quân địch đột kích, chuẩn bị chiến đấu. Tướng canh giữ cửa ải cổ bảo lập tức hạ lệnh. Tướng sĩ cửa ải cổ bảo nghe thấy mệnh lệnh lập tức làm tốt công tác chuẩn bị nghênh chiến quân địch. Chủ tướng quân địch thấy ở cửa ải cổ bảo có tướng sĩ Long Quốc trấn thủ liền nhướng mày nói, không phải trong tin tình báo nói hiện giờ ở cửa ải cổ bảo không có binh mã canh giữ à? Sao giờ lại có nhiều binh mã Long Quốc trấn thủ cửa ải cổ bảo như vậy? Đúng thế, lẽ nào tình báo bị sai? Binh mã này rốt cuộc ở đâu ra vậy? Phó tướng quân địch cũng không hiểu tình hình trước mắt. Có thể là tạm thời được điều động từ cửa ải khác qua. Chủ tướng quân địch nói. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Phó tướng hỏi. Quân địch chỉ có khoảng 1 vạn người, chúng ta lại có 2 vạn, gấp 2 lần kẻ địch. Chỉ cần chúng ta tiến công chắc chắn có thể lấy được cửa ải cổ bảo, tiến vào bên trong phía Bắc. Chủ tướng quân địch nói. Có điều, tuy quân địch chỉ có khoảng 1 vạn, nhưng cửa ải cổ bảo địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Cho dù 2 vạn binh mã của chúng ta có thể đánh hạ được cửa ải cổ bảo thì cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Phó tướng do dự nói. Chỉ cần lấy được cửa ải cổ bảo thì chúng ta đã lập được công lớn rồi. Chủ tướng quân địch kiên quyết lập trường. Dù lấy được cửa ải cổ bảo, binh mã của chúng ta cũng đã tổn thất hơn nửa. Đến lúc đó tiến vào bên trong phía Bắc Long Quốc cũng không làm được gì. Phó tướng vẫn do dự. Cậu không hiểu đâu, chỉ cần kiểm soát được cửa ải cổ bảo. Dù chúng ta không tiếp tục tiến lên phía trước thì cũng có thể để trụ sở chính phái thêm binh mã thông qua cửa ải cổ bảo tiến vào mà. Chủ tướng nói. Sau đó, chủ tướng quân địch hạ lệnh, các tướng sĩ nghe lệnh, thời khắc kiến công lập nghiệp đến rồi, đánh hạ cửa ải cổ bảo, xông lên. Quân địch nghe thấy mệnh lệnh lập tức tấn công vào cửa ải cổ bảo. Đánh, tướng thủ vệ ở cửa ải cổ bảo thấy quân địch tấn công đến cũng lập tức hạ lệnh. Băng băng băng. Đoàng đoàng đoàng. Tướng sĩ cửa ải cổ bảo lập tức nổ súng về phía quân địch. Quân địch cũng bắt đầu công kích lại tướng sĩ cửa ải cổ bảo. Có điều, tướng sĩ ở cửa ải cổ bảo từ trên cao nhìn xuống, chiếm được ưu thế về mặt địa lý, quân địch rất khó bắn bị thương bọn họ. Mà quân địch lại thương vong thảm trọng. Lúc này, một nhánh quân khác mà Murphy phái đi cũng đã đến cửa ải Vạn Phong. Nhánh quân địch này nhìn thấy có tướng sĩ của Long Quốc đang canh giữ ở cửa ải Vạn Phong cũng tiến công vào cửa ải Vạn Phong giống như nhánh quân địch tấn công vào cửa ải cổ bảo kia. Tướng sĩ ở cửa ải Vạn Phong dựa vào địa thế hiểm trở huyết chiến với quân địch, khiến quân địch thương vong thê thảm. Lúc này, ở phòng tuyến thứ nhất, một loạt tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu gào thét bay đến. Quân địch của Murphy tưởng máy bay chiến đấu của bọn chúng đã đến, tất cả đều vô cùng vui sướng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng khi nhìn thấy là máy bay chiến đấu của Long Quốc đến, tất cả quân địch đều hoảng sợ biến sắc. Máy bay chiến đấu của Long Quốc gào thét bay đến, ào ào ném bom về phía quân địch. Ầm ầm ầm. Bom nổ mạnh trong trận doanh quân địch, nổ cho quân địch đều bay lên. Quân đội của Murphy bị Lê Uy Long công kích từ 3 phía, vốn đã tổn thất thê thảm lắm rồi. Mà giờ khắc này lại còn bị máy bay chiến đấu của Long Quốc tập trung ném bom, nháy mắt đã tổn thất hơn nửa. Ngay đến chủ soái quân địch Murphy cũng bị bom nổ mặt xám như cho, dưới sự bảo vệ của nhóm hộ vệ quỳ rạp trên đất. Máy bay chiến đấu của Long Quốc vừa lui về phòng tuyến thứ nhất không lâu, trên không trung lại truyền đến một loạt tiếng gào thét inh tai nhức óc. Một loạt máy bay chiến đấu như mây đen ùn ùn kéo đến. Murphy ngẩng đầu nhìn, thấy là máy bay chiến đấu của sư quốc đã đến. Sao sáng, trăng sáng, máy bay chiến đấu của hắn cuối cùng cũng đến rồi. Máy bay chiến đấu của chúng ta đến rồi, mau đỡ tôi dậy. Murphy kích động hét lên. Đám hộ vệ thấy máy bay nước mình đã đến cũng vô cùng vui sướng, vội vàng đỡ Murphy dậy. Lúc này, máy bay chiến đấu của Long Quốc đã bay về một khoảng thời gian, quân địch thấy máy bay của nước mình cuối cùng cũng đến, tất cả đều vui mừng đứng dậy. Thế nhưng, khi Murphy và binh mã của hắn vừa đứng dậy thì có vô số tên lửa từ phía khu vực chiến đấu phía Bắc gào thét leo đến đánh úp về phía máy bay chiến đấu của sư quốc. Tên lửa địa không trong phòng tuyến thứ nhất cũng bắt đầu gào thét lao ra xông thẳng về hướng máy bay sư quốc. Ầm ầm ầm. Vô số máy bay chiến đấu bị tên lửa đâm trúng, đồng loạt nổ tung giữa không trung. Murphy và binh mã của hắn thấy máy bay của chúng vừa đến đã bị đánh rơi,
tất cả đều cực kỳ sợ hãi. Rầm rầm rầm, vô số tên lửa không ngừng phóng ra, máy bay địch không ngừng bị bắn trúng, liên tục nổ mạnh trong không trung. Xác máy bay rơi xuống, có không ít binh mã quân địch sư quốc bị xác máy bay đập trúng, chết ngay tại chỗ. Có một số máy bay bị hỏng rơi xuống, đến khi rơi xuống đất mới phát nổ. Uy lực của nó rất lớn, tương đương với một quả bom hạng nặng. Có không ít quân địch không kịp trốn tránh cũng bị nổ chết. Murphy nằm mơ cũng không ngờ được máy bay của hắn đến được chiến trường, không những không giúp được chút gì mà còn nổ chết nhiều binh mã của hắn như vậy. Ầm ầm ầm, máy bay địch vẫn không ngừng bị bắn trúng, liên tục phát nổ giữa không trung, nổ tan tành. Những máy bay địch còn lại thấy tình hình không ổn đều sợ hãi trốn đi. Chưa đến 10 phút ngắn ngủi, quân địch đến xâm chiếm đã bị tổn thất hơn nửa, hoảng loạn bỏ trốn. Lúc này, binh mã của Murphy đã tổn thất quá nửa, chỉ còn lại 6, 7 vạn. Vừa mới nhìn thấy hy vọng nhưng nháy mắt hy vọng lại tan biến khiến hắn và binh mã của hắn đều chán nản vô cùng. Xông lên, tiêu diệt kẻ địch, Lệ Uy Long thấy quân địch đã tan rã tinh thần chiến đấu, sĩ khí giảm xuống, loạn thành một đoàn liền nắm lấy thời cơ hạ lệnh tấn công. Nháy mắt, tướng sĩ Long Quốc như mãnh hổ xuống núi xông ra khỏi phòng tuyến thứ nhất đánh về phía quân địch. Quân tinh nhuệ mai phục ở hai bên trái phải ngoài phòng tuyến cũng như sói như hổ từ hai bên xông đến. Murphy thấy tướng sĩ Long Quốc khí thế rào rạt, mạnh như mãnh thủy từ ba mặt vây đến đánh, lập tức bị dọa sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Còn quân địch sư quốc cũng đã kinh hồn bạt vía, còn chưa nghe thấy lệnh rút quân đã sợ đến mức ào ào rút lui. Rút, mau rút lui, Murphy lúc này cũng không ham chiến nữa, dứt khoát hạ lệnh rút lui. Trong phút chốc, binh mã của Murphy bại như núi đổ, ném hết mũ giáp hoảng hốt chạy trốn. Trong quá trình tháo chạy, quân địch vô cùng hỗn loạn, dẫm đạp lên nhau, thương vong vô số. Lệ Uy Long cũng không vì thế mà bỏ qua cho Murphy, mà anh lại dẫn đầu xông lên, đích thân chỉ huy tướng sĩ thừa thắng xông lên. Lúc này, binh mã của Murphy đã hoàn toàn mất sức chống cự, chỉ lo bỏ chạy bạt mạng. Tướng sĩ Long Quốc từ phía sau một đường đuổi giết, vô số quân địch bị chết trên đường tháo chạy. Cùng lúc đó, ở cửa ải cổ bảo, tướng sĩ cửa ải cổ bảo đang ác chiến với quân địch thì một nhánh binh mã đột nhiên xuất hiện phía sau lưng địch. Tướng sĩ cửa ải cổ bảo vừa nhìn liền thấy đó chính là binh mã của tướng trấn thủ cửa ải cổ bảo Bành Tiến Long. Bành Tiến Long tuân theo mệnh lệnh của Lê Uy Long từ ngoài cửa ải đuổi theo địch vào tới đây. Nhìn thấy quân địch đang tấn công vào cửa ải cổ bảo, Bành Tiến Long lập tức hạ lệnh, xông lên. Tiêu diệt quân địch. Giết, chúng tướng sĩ lập tức hò hét xông về phía quân địch. Quân địch đang dốc toàn lực tấn công cửa ải cổ bảo đột nhiên nghe thấy tiếng hô giết rung trời ở phía sau, tất cả đều kinh hãi quay đầu lại. Chỉ thấy một nhánh quân đội dũng mãnh như thần gào thét xông đến từ phía sau, toàn bộ quân địch đều vô cùng hoảng sợ, loạn thành một đoàn. Trong nháy mắt, Bành Tiến Long đã dẫn tướng sĩ đánh đến chỗ quân địch. Quân địch trước sau đều có quân ta mai phục, nháy mắt quân lính tan rã. Ở cửa ải Vạn Phong lúc này, quân sư quốc đang toàn lực tấn công vào cửa ải Vạn Phong thì Lương Thượng Vũ cũng dẫn theo binh mã của mình đánh đến phía sau địch. Quân địch hoàn toàn không thể ngờ được binh mã của Lương Thượng Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, tất cả bị dọa cho mất hồn mất vía, rối loạn trận tuyến. Tướng sĩ bên trong cửa ải Vạn Phong thấy binh mã của Lương Thượng Vũ đánh đến, ai nấy đều phấn chấn tinh thần, lập tức từ trong cửa ải xông ra, phối hợp với binh mã của Lương Thượng Vũ công kích từ hai phía. Quân địch đã tan ra, căn bản không có lực đánh trả, bị giết gào khóc thảm thiết. Cùng lúc đó, Lệ Uy Long dẫn theo tướng sĩ Long Quốc một mạch đuổi giết quân đội của Murphy, cũng đã đuổi giết đến biên giới. Dọc đường đi, quân địch thương vong vô số, thi thể rải rác khắp nơi. Dưới sự bảo vệ của đám hộ vệ, Murphy dẫn theo tàn quân vô cùng chật vật chạy vào trong biên giới sư quốc. 6, 7 vạn binh mã của hắn chỉ còn lại chưa đến 3 vạn. Dừng truy kích, Lệ Uy Long đuổi đến biên giới liền hạ lệnh dừng truy kích. Tất cả binh mã lập tức dừng lại. Hộ soái, vì sao không tiếp tục truy kích, tiêu diệt toàn bộ tàn quân của Murphy trong một lần? Hà Ngọc Lan hỏi. Chúng ta không thể đơn độc xâm nhập vào bên trong biên giới quân địch, tránh gặp phải quân địch tấn công mang tính hủy diệt. Trận chiến này, quân sư quốc tổn thất nghiêm trọng, đã tổn thương nguyên khí, tạm thời không dám xâm phạm phía Bắc ta nữa đâu. Lệ Uy Long nói. Hộ soái Lê một trận chiến đã ổn định lại phía Bắc, Trương Mỗ cảm thấy không bằng, bội phục sát đất. Trương Minh Lương cảm thán nói. Lúc này, cửa ải Cổ Bảo và cửa ải Vạn Phong cũng đã kết thúc trận chiến,
đã tiêu diệt toàn bộ quân địch xâm phạm. Tin chiến thắng rất nhanh đã truyền đến bên chỗ Lê Uy Long. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, nói chiến sự ở phía Bắc cuối cùng cũng ổn định rồi. Hộ soái, Sư Quốc dám xâm chiếm phía Bắc ta, khiến vô số tướng sĩ phía Bắc ta phải chết trận xa trường, sao chúng ta không nhân cơ hội này chỉ huy quân đội tiến về phía Bắc diệt Sư Quốc? Hà Ngọc Lan hỏi. Hiện giờ quân địch ở phía Đông và phía Nam Long Quốc ta còn chưa rút lui, không thích hợp đi chiến đấu, tùy tiện xuất binh đánh Sư Quốc. Đánh lui quân địch ở phía Đông và phía Nam trước rồi nói. Lê Uy Long nói. Hộ soái Lê, đây là biên giới của Sư Quốc, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta trở về trước đi. Trương Minh Lương nói. Được, toàn quân xuất phát, lui về trong phòng tuyến của chúng ta. Lê Uy Long lập tức hạ lệnh. Vâng, tất cả binh lính đồng thanh hô lên. Ngay sau đó, Lê Uy Long liền dẫn tướng sĩ Long Quốc quay trở về. Dọc đường đi đều là thi thể của quân địch, máu chảy thành sông. Trở lại trong phòng tuyến, Lê Uy Long và Trương Minh Lương đã bố trí sách lược để tướng sĩ phía Bắc gấp rút tu sửa, phòng thủ trận địa, để phòng quân đội Sư Quốc ngóc đầu trở lại. Sau khi bố trí xong, anh và Trương Minh Lương liền cùng nhau trở lại khu vực chiến đấu phía Bắc chuẩn bị gặp mặt Long chủ Long Quốc. Hà Ngọc Lan và Sư đoàn Hổ Bôn cũng cùng trở về. Sư đoàn Hổ Bôn là quân đội chính của Lê Uy Long điều động từ phía Tây đến, đương nhiên phải dẫn bọn họ cùng trở về khu vực chiến đấu phía Bắc. Long chủ Long Quốc biết được Lê Uy Long đã đánh lui quân địch ở tiền tuyến, giành thắng lợi, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Những thứ này cũng không cần nói nhiều. Long chủ Long Quốc đã chuẩn bị tiệc mừng công ở khu vực chiến đấu phía Bắc, chỉ đợi Lê Uy Long thắng trận trở về. Lúc này, ở phía Đông. Bởi vì đội tàu chiến phía Đông đã từ phía Nam chạy về nên tàu chiến liên hợp của hai nước Cự Hùng và Khâu Dẫn Quốc bị đội tàu chiến phía Đông đánh cho liên tục tháo chạy, tổn thất thảm trọng. Không ít tàu chiến bị đánh chìm. Tàu chiến liên hợp của quân địch thấy tình hình không ổn, cuối cùng chỉ có thể hốt hoảng tháo chạy. Dưới sự chiến đấu anh dũng của tướng sĩ phía Đông cũng giành được thắng lợi, đẩy lui kẻ địch xâm phạm, bảo vệ được cửa phía Đông. Tin tức phía Bắc và phía Đông giành được thắng lợi vừa truyền ra, cả nước Long Quốc vui mừng, lòng người phấn chấn. Cứ như vậy, quân địch ở phía Đông, Bắc, Tây đều đã rút lui, hiện giờ chỉ còn lại quân địch ở phía Nam là chưa rút thôi. Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng biết được Lê Uy Long đánh bại quân địch của Murphy ở phía Bắc, một trận chiến ổn định phía Bắc, đương nhiên cũng vô cùng vui mừng. Hiện giờ, Chu Nhược Mai chỉ hy vọng anh có thể sớm trở về đoàn tụ với cô. Mà lúc này, ở thành phố Quốc Hòa, tàu chiến chủ lực của nước Liệt Ưng và Cự Hùng liên tục không ngừng tấn công vào thành. Tướng sĩ phía Nam chiến đấu anh dũng nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được thế công mạnh mẽ của quân địch. Tướng sĩ phụ trách bảo vệ thành phố Quốc Hòa trả giá vô cùng thảm trọng. Thành phố Quốc Hòa đã rất nguy cấp, rơi vào thời kỳ nguy hiểm nhất. Tàu chiến càng ngày càng ép sát vào bên bờ thành phố Quốc Hòa, hai vị tướng ba sao là Thiên Thành và Lê Lương Quân vẫn đang chỉ huy tướng sĩ anh dũng chiến đấu, thề chết không lui ở bờ biển. Bởi vì, trong thành phố Quốc Hòa còn có một số dân chúng chưa kịp rời đi, bọn họ muốn tranh thủ chút thời gian cho dân chúng sơ tán. Dân số thành phố Quốc Hòa rất đông. Cùng lúc sơ tán đã gây tắc nghẽn giao thông. Trong thời gian ngắn không có cách nào sơ tán được. Nhà họ Phan và nhà họ Trần biết được phía Bắc và phía Đông đều giành được thắng lợi, trong lòng bọn họ lại không thể vui vẻ nổi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng dưới tình huống Long Quốc bốn bề có địch, cho dù thế nào cũng không có cách nào đánh lui quân địch, chắc chắn không thể chống đỡ được bao lâu liền diệt vong. Nhưng không ngờ Lê Uy Long vừa đến phía Tây, không những cứu được Long chủ Long Quốc mà còn đánh lui được quân đội của Sư Quốc. Mà phía Đông cũng xoay chuyển tình thế nhanh như vậy, đánh cho tàu chiến liên hợp của nước Cự Hùng và Khâu Dẫn Quốc phải rút lui. Hiện giờ, nhà họ Phan và nhà họ Trần chỉ có thể đặt hy vọng nước Liệt Ưng và Cự Hùng có thể nhanh chóng công phá phòng tuyến phía Nam, tiến vào thành phố Quốc Hòa. Nhà họ Trần lúc này. Giờ phía Tây, Bắc, Đông đã bị Long Quốc trấn giữ, xem ra trời không diệt Long Quốc. Chúng ta có nên đầu quân theo nước Liệt Ưng nữa không? Chu Hoàng Lâm lo lắng hỏi. Chắc chắn nên đầu quân vào nước Liệt Ưng rồi. Tuy phía Tây, Bắc và Đông tạm thời không sao, nhưng hiện giờ nước Liệt Ưng và Cự Hùng sắp sửa công phá vào thành phố Quốc Hòa rồi. Chỉ cần thành phố Quốc Hòa bị phá, quân đội của nước Liệt Ưng và Cự Hùng liền có thể đổ bộ vào từ thành phố Quốc Hòa. Trần An Khang nói, nhưng chỉ phá được thành phố Quốc Hòa cũng không có cách nào tiêu diệt được Long Quốc mà. Chu Hoàng Lâm nói, em ngốc à, chỉ cần có thể chiếm được thành phố Quốc Hòa,
quân chủ lực của nước Liệt Ưng và Cự Hùng có thể liên tục không ngừng tiến vào từ thành phố Quốc Hòa. Sau đó tiến quân thần tốc chiếm lấy các thành phố lớn xung quanh. Đến lúc đó, Long Quốc bận ứng phó với đội quân của nước Liệt Ưng và Cự Hùng ở phía nam, mà quân liên minh còn lại có thể nhân cơ hội lại xuất binh lần nữa đánh vào phía đông, tây, bắc. Long Quốc sớm muộn gì cũng không giữ được nữa. Trần An Khang phân tích. Anh rể nói có lý, vậy chúng ta kiên trì đi theo nước Liệt Ưng đi. Chu Hoàng Lâm nói. Lúc này, Chu Lệ Ngọc bị nhốt trong phòng nghe thấy tiếng của Chu Hoàng Lâm, sau đó hét to, Hoàng Lâm, là em à? Mau cứu chị ra ngoài. Chu Hoàng Lâm nghe thấy Chu Lệ Ngọc gọi tên muốn anh ta cứu cô ta ra ngoài, đành nói với Trần An Khang, anh rể, cứ nhốt chị em trong phòng cũng không được, hay là thả chị ấy ra trước đi. Trần An Khang lại không cho là đúng nói, nhốt cô ấy một chút cũng không chết được. Cứ kệ cô ấy đã, đợi đến khi quân đội của nước Liệt Ưng và Cự Hùng tấn công vào thành phố Quốc Hòa, chúng ta đầu quân vào bọn họ rồi thả chị em ra cũng chưa muộn. Chương 644 Quốc Hòa nguy hiểm. Chu Hoàng Lâm nghe Trần An Khang nói như vậy đành phải thôi. Lúc này, ở trụ sở chính khu vực chiến đấu phía nam. Hộ soái, quân địch đã ép sát thành phố Quốc Hòa rồi, Thiên Thành và Lê Lương quân đã dẫn tướng sĩ liều chết bảo vệ bờ biển, thương vong thảm trọng, thành phố Quốc Hòa sớm muộn gì cũng không giữ được. Theo ý của hộ soái Lê, chúng ta có thể từ bỏ thành phố Quốc Hòa, hay là cho quân của Thiên Thành và Lê Lương quân rút lui sớm chút đi. Tham mưu khu vực chiến đấu Quốc Hòa nói với Trần Kiệt. Không được, hiện giờ dân chúng thành phố Quốc Hòa còn chưa sơ tán hết, một khi để quân địch bước vào thành phố Quốc Hòa, dân chúng nhất định sẽ chịu khổ bị giết hại. Trần Kiệt nói. Hộ soái nói đúng, vậy chúng ta phải cố gắng trấn thủ đến bao giờ? Tham mưu hỏi. Ít nhất phải kiên trì đến khi dân chúng thành phố Quốc Hòa rút lui hết. Trần Kiệt nói. Hiện giờ giao thông ách tắc, muốn để dân chúng thành phố Quốc Hòa rút hết ít nhất cũng phải 3 tiếng. Kẻ địch tấn công quá mạnh, trong 3 tiếng này, tướng sĩ bên ta sẽ phải trả giá vô cùng thảm trọng. Tham mưu nói. Tất cả lấy dân chúng làm trọng, bảo vệ dân chúng là chức trách của tướng sĩ Long Quốc ta, cho dù phải trả giá lớn thế nào đều phải cố gắng trấn thủ để toàn bộ dân chúng sơ tán hết mới có thể rút quân. Trần Kiệt kiên quyết nói. Vâng, tham mưu thấy ý Trần Kiệt đã quyết chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Vì giảm thời gian sơ tán, điều động máy bay vận tải quân dụng di rời người dân, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ di rời người dân trong 2 tiếng. Trần Kiệt nói. Vâng, tham mưu lĩnh mệnh. Sau 2 tiếng sau, để Thiên Thành và Lê Lương quân rút quân khỏi phòng tuyến bờ biển. Tuy chúng ta rút quân nhưng không thể hoàn toàn từ bỏ thành phố Quốc Hòa này, chúng ta phải chiến đấu trên đường với quân địch, làm quân địch vào thành bị thương nặng. Trần Kiệt nói. Vâng, tôi lập tức sắp xếp chiến đấu. Tham mưu nói. Phòng tuyến bờ biển thành phố Quốc Hòa. Tàu chiến liên hợp của hai nước Liệt Ưng và Cự Hùng không ngừng bắn pháo vào phòng tuyến bờ biển thành phố Quốc Hòa. Thiên Thành và Lê Lương quân chỉ huy tướng sĩ chiến đấu anh dũng, thương vong thảm trọng. Tướng quân Phạm, hỏa lực của quân địch quá mạnh, chúng ta sắp không trụ được nữa rồi, mau chóng rút lui thôi. Một tướng hai sao nói với Thiên Thành. Không thể rút, vừa nhận được mệnh lệnh của hộ soái Trần, chúng ta bắt buộc phải kiên trì thêm 2 tiếng nữa để tất cả dân chúng thành phố Quốc Hòa rút lui xong thì chúng ta mới có thể rút. Thiên Thành nói, quân chủ lực của địch không ngừng từ trên biển đi đến, hỏa lực thực sự quá mạnh. Sau 2 tiếng nữa có thể chúng ta đều bị diệt toàn quân mất. Tướng hai sao kia lại nói, cho dù toàn quân bị diệt cũng phải kiên trì trấn thủ 2 tiếng, đây là mệnh lệnh. Thiên Thành nói, vâng, vị tướng hai sao đáp một tiếng, lại tiếp tục chiến đấu. Lúc này, khu vực chiến đấu phía nam đã điều động máy bay vận tải, bắt đầu dùng máy bay di rời dân chúng còn lại trong thành phố Quốc Hòa. Tham mưu khu vực chiến đấu phía nam cũng bắt đầu sắp xếp binh mã mai phục ở các nơi trong thành phố Quốc Hòa. Đợi đến khi quân địch tiến vào thành phố Quốc Hòa liền bắt đầu chiến đấu trên đường, phục kích quân địch. Ánh Hạ chỉ huy công an của Cục Công an thành phố vẫn luôn duy trì trật tự trong thành phố Quốc Hòa. Cục trưởng Bình, quân địch sắp tấn công vào thành phố Quốc Hòa rồi. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rút khỏi thành phố Quốc Hòa thôi. Một công an lên tiếng nói. Hiện giờ kẻ địch đang ở trước mắt, chúng ta là công an, sao có thể lâm trận bỏ chạy được? Ánh Hạ nói. Giờ toàn bộ dân chúng trong thành phố đã sơ tán rồi, chúng ta chỉ là công an, lại không phải quân nhân, chuyện đánh giặc không liên quan đến chúng ta. Công an kia lại nói tiếp. Sự tồn vong của quốc gia, ai ai cũng có trách nhiệm. Tuy chúng ta không phải quân nhân nhưng chúng ta cũng không phải người dân bình thường. Chúng ta là công an, trong tay chúng ta cũng có súng,
một khi kẻ địch tiến vào thành phố Quốc Hòa, chúng ta liền ra trận giết địch. Ánh Hạ nói. Nghe thấy cô ấy nói như vậy, công an kia liền không dám nói nhiều nữa. Lúc này, tướng sĩ ở tiền tuyến bị thương đang không ngừng chuyển đến bệnh viện quân y. Bệnh viện quân y hiện giờ đã chật kín người, căn bản không có cách nào tiếp nhận nhiều binh lính bị thương như vậy. Thần y Lạc Bảo Thông đã bận tối mắt tối mũi, anh ấy đã không nghỉ một ngày một đêm, vẫn đang không ngừng cứu chữa thương binh. Rất nhiều thương binh chỉ có thể đưa đến bệnh viện khác chữa trị. Lúc này, y tá Tô Thanh Mỹ cũng bận tối mắt tối mũi, rất nhiều thương binh đều cần cô ấy chăm sóc. 2 tiếng đồng hồ sau, dân chúng thành phố Quốc Hòa cơ bản đã sơ tán toàn bộ. Thiên Thành và Lê Lương Quân nhận được mệnh lệnh rút quân, lập tức chỉ huy tướng sĩ ở phòng tuyến bên biển theo trật tự rút lui. Sau khi binh mã của Thiên Thành và Lê Lương Quân rút lui, quân địch lập tức chen chúc tiến vào thành phố Quốc Hòa. Cuối cùng thành phố Quốc Hòa vẫn bị liên quân hai nước Liệt Ưng và Cự Hùng công phá. Chương 645 bị truy kích. Quân địch vừa tiến vào thành phố Quốc Hòa đã thừa thắng xông lên truy kích quân đội của Thiên Thành và Lê Lương Quân. Thiên Thành và Lê Lương Quân chỉ huy tướng sĩ vừa đánh vừa lùi, lui vào trong thành. Quân địch một đường tiến quân thần tốc, tiến vào bên trong thành phố Quốc Hòa. Tướng sĩ Long Quốc được bố trí trong các tòa nhà của thành phố Quốc Hòa bắt đầu chặn đầu công kích, triển khai chiến đấu trên đường với quân địch. Quân tiên phong của địch lọt vào trận đánh, tổn thất thảm trọng. Tin tức thành phố Quốc Hòa bị quân địch đánh hạ rất nhanh đã truyền đến bên phía Lê Uy Long. Lúc này, anh vẫn đang trên đường từ phòng tuyến phía Bắc nhanh chóng trở về khu vực chiến đấu phía Bắc. Hộ soái, thành phố Quốc Hòa đã bị kẻ địch đánh chiếm, quân địch đã tiến vào thành phố Quốc Hòa, tình hình rất không khả quan. Hà Ngọc Lan nói, đúng vậy, không ngờ tôi vừa mới đánh lùi quân địch ở phía Bắc thì phía Nam liền bị quân địch chiếm. Lê Uy Long nói, hộ soái Nam Trinh Bắc Chiến, mỗi khu vực chiến đấu đều cần anh bận tâm, anh thật sự quá khó. Tiếp theo anh định làm gì? Hà Ngọc Lan nói, lệnh cho bộ đội tăng tốc tiến về trước, tôi phải nhanh chóng trở về khu vực chiến đấu phía Bắc, sau đó từ đó trở lại phía Nam đánh lùi địch. Lê Uy Long lòng nóng như lửa đốt nói, vâng, hiện giờ, chiến đấu trên đường ở thành phố Quốc Hòa đã tiến hành kịch liệt chưa từng có. Thiên Thành và Lê Lương Quân chỉ huy các binh mã cũng gia nhập chiến đấu. Chiến đấu trên đường tuy khiến kẻ địch bị thương nặng nhưng số lượng binh mã quân địch không ngừng tiến vào. Các loại vũ khí hạng nặng đều mang vào thành phố Quốc Hòa, phá hủy kiến trúc trong thành. Quân địch ngày càng nhiều, tướng sĩ phụ trách triển khai chiến đấu trên đường với địch cũng không có cách nào ngăn địch lại, liên tục rút lui. Quân địch quá mạnh, tướng sĩ Long Quốc không thể không tiến hành sách lược đốt phá cơ sở vật chất, đợi khi quân địch tiến vào vòng mai phục liền cho nổ bom, nổ hết các tòa nhà kiến trúc khiến quân địch bị thương nặng. Thế nhưng, quân địch không ngừng tràn vào, tuy binh mã tiên phong đã bị thương nặng, nhưng binh lực phía sau vô cùng nhiều. Sách lược đốt phá cơ sở vật chất cũng không cách nào ngăn chặn thế tiến công của quân địch, bởi vì kiến trúc có hạn. Sau khi quân chủ lực hai nước Liệt Ưng và Cự Hùng tiến vào thành phố Quốc Hòa, bắt đầu chia làm hai ngả. Binh mã của nước Liệt Ưng tấn công vào phía nam thành phố còn binh mã của nước Cự Hùng lại tấn công về phía đông. Dân chúng thành phố Quốc Hòa tuy đã sơ tán gần hết nhưng vẫn còn một số bộ phận nhỏ chưa kịp sơ tán đi. Những dân chúng không kịp sơ tán đều bị quân địch bắn chết. Một số cô gái trẻ đẹp bị quân địch bắt sống. Những nơi quân địch đi qua đều có người bị giết hại, cực kỳ bi thảm, bắt người cướp bóc, gian đi em cưỡng hiếp, không chuyện ác nào không làm. Quân địch vừa tiến vào thành phố Quốc Hòa liền giết hại dân trong thành cực kỳ thảm khốc. Một số tướng sĩ Long Quốc sau khi bị quân địch bắt làm tù binh, có người bị lưỡi đao đâm chết, có người bị mổ bụng, có người bị cắt đầu treo lên cột điện. Sự tàn bạo của quân địch rất nhanh đã truyền ra khắp Long Quốc, cả nước khiếp sợ. Lúc này, Lê Uy Long và Trương Minh Lương đã đến khu vực chiến đấu phía Bắc. Long chủ Long Quốc tự mình ra đón anh và Trương Minh Lương. Hộ soái Lê, hộ soái Trương, lần này đánh lui được quân sư quốc hai người đều lập được công lớn. Vốn tôi đã bày tiệc mừng công cho hai người, nhưng đáng tiếc nước Liệt Ưng và Cự Hùng đã chiếm lấy thành phố Quốc Hòa, tiến hành tàn sát đối với dân chúng thành phố Quốc Hòa và tướng sĩ Long Quốc ta, cả đường đi đều cưỡng hiếp cướp bóc. Tôi thân là Long chủ Long Quốc đã tức đến mức không ăn nổi cơm nữa. Long chủ Long Quốc nói. Quốc vương, sự tàn nhẫn của quân địch người thần đều căm giận. Trong lòng mà tướng đã vô cùng căm phẫn, hiện giờ không phải là lúc chúc mừng, đợi đến khi tôi trở về phía Nam, tiêu diệt hết đám cầm thú này rồi nói sau. Lê Uy Long nói. Chương 646 vất vả rồi.
hộ soái Lê vừa đánh địch ở phía bắc, còn chưa nghỉ ngơi được chút nào, lẽ nào đã muốn lập tức ngựa không dừng vó đi về khu vực chiến đấu phía nam ư? Long chủ Long Quốc hỏi. Vâng, quân địch mất hết tính người, không chuyện ác nào không làm, điên cuồng giết hại dân chúng, làm nhục phụ nữ, tàn sát tướng sĩ Long Quốc ta. Tôi hận không thể ngay lập tức đem đám cầm thú này ra bầm thây vạn đoạn. Lê Uy Long nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, hộ soái Lê Nam Trinh bắc chiến vì Long Quốc ta, thật là vất vả cho cậu rồi. Long chủ Long Quốc xúc động nói. Mà tướng thân là hộ soái số một bảo vệ Long Quốc, bảo vệ con dân Long Quốc, san sẻ với quốc vương. Những điều này đều là những thứ mà tướng đương nhiên phải làm, không vất vả. Lê Uy Long nói. Lúc này, Trương Minh Lương lên tiếng, quốc vương, hiện giờ tình hình chiến đấu ở phía bắc đã ổn định, liên quân hai nước Liệt Ưng và Cự Hùng đang điên cuồng mất trí ở thành phố Quốc Hòa. Mà tướng xin ngài cho tôi được cùng hộ soái Lê tiến vào phía nam đánh địch. Long chủ Long Quốc không trực tiếp đáp lại Trương Minh Lương mà hỏi Lê Uy Long, hộ soái Lê, hộ soái Trương muốn đi cùng với cậu chinh chiến phía nam, ý cậu thế nào? Mà tướng cho rằng phía bắc ban đầu mới ổn định, quân địch tùy lúc có thể ngóc đầu trở lại. Hộ soái Trương có trọng trách bảo vệ phía bắc, không nên rời khỏi phía bắc, tránh để quân địch thừa cơ xâm chiếm. Lê Uy Long nói, hộ soái Lê, liên quân hai nước Liệt Ưng và Cự Hùng rất mạnh, chủ lực hai quân địch đã tiến vào trong thành phố Quốc Hòa, tình thế rất không khả quan. Vẫn nên để tôi liên thủ với cậu đánh lui kẻ địch phía nam rồi nói đi. Trương Minh Lương nói, phía nam đã có hộ soái Trấn Nam Trần Kiệt, nếu anh cũng cùng vào phía nam với tôi, năm hộ soái của Long Quốc ta đã có ba người ở phía nam, không khỏi quá coi trọng đám quân địch này rồi. Nếu anh không trấn thủ phía bắc, quân sư quốc chắc chắn sẽ thừa cơ mà vào, lại xâm chiếm phía bắc ta lần nữa. Đến lúc đó, chúng ta đánh địch ở phía nam, lại còn phải nhanh chóng trở ra đánh địch phía bắc. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thì chiến tranh bao giờ mới kết thúc đây? Lê Uy Long phân tích. Hộ soái Trương có lòng giết địch báo quốc, tôi hiểu. Nhưng trấn giữ phía bắc cũng quan trọng như nhau, cậu vẫn nên ở lại trấn thủ phía bắc đi. Long chủ Long Quốc cũng nói. Vâng, mà tướng tuân lệnh. Trương Minh Lương thấy Lê Uy Long và Long chủ Long Quốc đều không đồng ý cho mình vào nam chiến đấu đành phải tuân lệnh. Hộ soái Lê định bao giờ lên đường vào phía nam? Long chủ Long Quốc hỏi. Hiện giờ tôi sẽ đi ngay. Lê Uy Long nói. Không ăn bữa cơm rồi đi ư? Long chủ Long Quốc hỏi. Không ăn nữa, hiện giờ quân địch đang tàn sát dân chúng thành phố Quốc Hòa ta, tôi chỉ muốn sớm tiêu diệt bọn chúng, không ăn nổi cơm. Lê Uy Long nói. Được. Hộ soái Lê vì dân vì nước, liên tục chiến đấu từ Nam ra Bắc. Đợi sau khi cậu diệt được quân địch ở phía Nam, tôi sẽ lại chuẩn bị cho cậu một buổi mừng công long trọng. Long chủ Long Quốc nói. Tạ quốc vương, hiện giờ thời gian không sớm nữa, mà tướng phải lập tức khởi hành đi vào khu vực chiến đấu phía Nam. Quốc vương bảo trọng, Lê Uy Long nóng lòng như lửa đốt nói. Hộ soái Lê bảo trọng, tôi chúc cậu mã đáo thành công. Long chủ Long Quốc nói. Sau khi chia tay với Long chủ Long Quốc, Lê Uy Long liền từ sân bay khu vực chiến đấu lên máy bay chiến đấu bay vào khu vực chiến đấu phía Nam. Hà Ngọc Lan và Lê Uy Long cùng ngồi chung máy bay trở về. Sư đoàn Hổ Bôn là át chủ bài của Lê Uy Long cũng ngồi máy bay chiến đấu cùng anh tiến vào chiến trường phía Nam. Lúc này ở thành phố Quốc Hòa, tướng sĩ Long Quốc đang tiến hành chiến đấu trên đường rất kịch liệt với quân địch trong thành phố. Nhưng khổ nỗi binh mã quân địch quá nhiều. Trang bị vũ khí tiên tiến, tướng sĩ vẫn không địch lại được, liên tiếp rút lui. Liên quân hai nước Liệt Ưng và Cự Hùng tuy bị thương nặng trong trận chiến, nhưng binh lực phía sau lớn mạnh, dần dần chiếm được phía nam và phía đông thành phố. Thành phố Quốc Hòa đã rơi vào tay giặc mất một nửa, chỉ có phía tây và phía bắc chưa thất thủ. Nhà họ Trần và nhà họ Phan đều ở phía nam thành phố Quốc Hòa. Nhìn thấy quân Liệt Ưng tấn công vào phía nam thành phố, ông cụ Trần và ông cụ Phan lập tức ra nghênh đón. Để quân địch vào trong nhà mình. Bởi vì hai nhà Trần, Phan sớm đã thăm hỏi cậu Cao Hùng, tỏ rõ ý muốn đầu quân. Quân địch của nước Liệt Ưng cũng đã sớm nhận được tin tức, cũng không làm khó họ mà còn khen ngợi họ. Chủ soái Ano của nước Liệt Ưng và chủ soái Tay Lo của nước Cự Hùng cũng tiến vào thành phố Quốc Hòa sau đó. Bởi vì tướng sĩ Long Quốc tiến hành sách lược đốt phá cơ sở vật chất nên phía nam và phía bắc của thành phố Quốc Hòa căn bản đã biến thành đống hoang tàn. Ano mới đến thành phố Quốc Hòa, không có biệt thự để ở nên quyết định ở nhà họ Trần trước. Nhà họ Trần thấy chiến thần bất bại Ano, chủ soái của nước Liệt Ưng thế mà lại vào nhà bọn họ ở, lập tức cảm thấy vô cùng vinh hạnh.
cả nhà họ Trần đều cảm thấy vẻ vang, ai ai cũng cúi thấp đầu khom lưng nghênh đón Ano vào ở. Chương 647 Một chiến thần bất bại. Dưới sự vây quanh của rất nhiều hộ vệ, Ano đi vào nhà họ Trần. Người nhà họ Trần nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, chiến thần bất bại Ano danh tiếng lẫy lừng sẽ vào ở trong nhà họ, tất cả vừa mừng lại vừa sợ. Chỉ cần tạo quan hệ tốt với Ano thì nhà họ Trần không muốn lên như diều gặp gió cũng khó. Ngay đến cả Chu Hoàng Lâm cũng cảm thấy có thể gặp được chiến thần bất bại Ano uy chấn thiên hạ một lần cũng là vô cùng vinh hạnh. Có thể gặp được người như Ano một lần thì cũng đủ để anh ta khoe khoang cả đời rồi. Cả nhà họ Trần bận rộn tối mắt tối mũi tiếp đón Ano. Làm tiệc rượu, chuẩn bị rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, hơn nữa còn dọn gian phòng tốt nhất của nhà họ Trần cho hắn ở. Nhà họ Trần các người là người hiền lành an phận, nước Liệt Ưng chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi các người đâu. Ano vừa uống rượu ăn thịt vừa khen ngợi người nhà họ Trần. Tướng quân Ano là chiến thần bất bại của nước Liệt Ưng, uy chấn thiên hạ. Nhà họ Trần có thể tiếp đãi nhân vật lớn như ngài là vinh hạnh của nhà họ Trần chúng tôi. Ông cụ Trần nịnh bợ nói. Cứu mạng với, mau thả tôi ra. Ngay trong lúc này, trong phòng lại truyền ra tiếng la của Chu Lệ Ngọc. Trước đó vì cô ta đã hết mệt nên ngủ thiếp đi, yên tĩnh một thời gian dài. Nhưng hiện giờ cô ta nghe thấy tiếng ầm ĩ của người trong nhà, ồn ào khiến cô ta chợt tỉnh lại. Nghe thấy tiếng a dua nịnh nọt không ngừng của người nhà họ Trần, hình như đang tiếp đãi khách quý. Chu Lệ Ngọc lại lớn giọng la to, hy vọng khách quý trong nhà có thể cứu cô ta ra ngoài. Ano nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu truyền ra từ trong phòng, lập tức nhíu đầu mày lại, hỏi, người phụ nữ la hét trong phòng kia là ai? Lẽ nào nhà họ Trần các người lại lén giấu phụ nữ? Không phải. Không phải, sao nhà họ Trần chúng tôi có thể lén giấu phụ nữ được chứ? Đó là cháu dâu tôi, ông cụ Trần vội vàng nói. Nếu là cháu dâu ông, vì sao lại phải nhốt cô ta lại? Ano hỏi. Bởi vì nhà họ Trần chúng tôi đều nhất trí quyết định muốn đi theo nước Liệt Ưng các người, chỉ có mỗi mình nó là phản đối. Chúng tôi không muốn để nó ra người làm mất mặt xấu hổ, ảnh hưởng đến tâm trạng ngài nên mới nhốt nó lại trước. Ông cụ Trần không dám giấu giếm, chỉ có thể nói đúng sự thật. Ồ, thế mà lại có người to gan không thuận theo nước Liệt Ưng chúng tôi. Cháu dâu này của ông rốt cuộc là ai? Ano lại hỏi. Nó là cô hai Chu Lệ Ngọc của nhà họ Chu. Thật sự không biết rốt cuộc nhà họ Chu làm sao lại dạy dỗ ra được một phụ nữ không biết phân biệt tốt xấu như vậy. Tôi thực sự hối hận đã để nó gả vào trong nhà họ Trần chúng tôi. Ông cụ Trần vội vàng đẩy hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Chu. Đúng vậy, gia giáo nhà họ Chu không được. Nếu sớm biết cô ta hồ đồ ngu xuẩn như vậy tôi đã không lấy cô ta. Lấy người phụ nữ như vậy, hiện giờ tôi đã hối hận muốn chết rồi. Nếu cô ta còn dám phản đối đi theo nước Liệt Ưng, ngày mai tôi sẽ ly hôn với cô ta. Trần An Khang cũng bắt đầu phủi sạch quan hệ với Chu Lệ Ngọc. Chu Hoàng Lâm nghe thấy ông cụ Trần và Trần An Khang nói như vậy, trong lòng anh ta ngay lập tức có hơi tức giận. Lẽ nào anh ta không phải người của nhà họ Chu hay sao? Anh ta là người nhà họ Chu. Cũng đồng ý đi theo nước Liệt Ưng mà. Cô hai nhà họ Chu, cô hai nhà họ Chu các người nói có phải là em họ của Chu Nhược Mai vợ Lê Uy Long không? Ano tò mò hỏi. Đúng vậy, cô ta chính là em họ của Chu Nhược Mai. Trần An Khang nói. Nghe nói vợ Lê Uy Long, Chu Nhược Mai, cô cả nhà họ Chu vô cùng xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, không biết cô hai nhà họ Chu thế nào? Ano hỏi. Chương 648 hứng thú. Tướng quân Ano. Đúng là cô cả nhà họ Chu vô cùng xinh đẹp, nhưng tướng mạo của cô hai Chu bình thường, so với cô cả căn bản không cùng một đẳng cấp. Ông cụ Trần nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, mang cô hai Chu ra đây cho tôi xem. Ano mượn men rượu, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô hai nhà họ Chu. Tướng quân Ano, dáng vẻ cô hai nhà họ Chu này thật sự rất bình thường, anh đừng xem thì hơn, tránh ảnh hưởng đến nhã hưng uống rượu. Trần An Khang nói, đừng phí lời nữa. Dẫn cô ta ra để tôi tự nhìn. Đẹp hay không đẹp tôi nhìn là biết ngay, tôi tự có kết luận, không phải các người nói là được. Ano có chút tức giận nói. Người nhà họ Trần đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao Ano lại có hứng thú với Chu Lệ Ngọc. Các người nhanh đi dẫn Chu Lệ Ngọc ra đây. Ông cụ Trần không dám chống lại lệnh của Ano, đành phải để người hầu dẫn Chu Lệ Ngọc ra. Mấy tên người hầu nghe thấy lệnh của ông cụ Trần, lập tức mở khóa cửa phòng, sau đó áp giải Chu Lệ Ngọc ra. Chu Lệ Ngọc đi đến sảnh tiệc rượu liền nhìn thấy binh sĩ nước Liệt Ưng đứng đầy trong nhà.
Một người đàn ông nước Liệt Ưng uống rượu đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, mặc quân phục trên người, cao lớn như ngựa ngồi ở vị trí chủ vị đang dùng bữa với người nhà họ Trần. Chu Lệ Ngọc còn nhìn thấy trên quân phục của người đàn ông nước Liệt Ưng cao lớn như ngựa này thế mà lại có 5 ngôi sao giống với Lê Huy Long. Thấy tình hình như vậy, Chu Lệ Ngọc lập tức sợ ngây người. Không hề nghi ngờ, người đàn ông nước Liệt Ưng mặc quân phục có 5 ngôi sao này cũng là một vị tướng 5 sao. Vừa rồi khi đám người nước Liệt Ưng này đến nhà họ Trần, cô ta vẫn còn ngủ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ nhìn thấy tình hình này mới biết không phải có khách quý đến nhà mà là quân địch đến. Xem ra, quân địch của nước Liệt Ưng đã đánh hạ được thành phố Quốc Hòa rồi. Các người thế mà lại đón quân địch vào trong nhà ư? Chu Lệ Ngọc tức giận chất vấn. Hỗn xược, quân địch gì chứ? Đây là bạn của nhà họ Trần chúng ta. Ông cụ Trần lập tức giận dữ quát một tiếng. Bạn bè cái gì? Bọn họ là quân lính nước Liệt Ưng, là kẻ địch của Long Quốc chúng ta. Nhà họ Trần các người thế mà lại nhanh chóng đầu quân cho địch như vậy. Chu Lệ Ngọc thật sự không ngờ, bản thân cô ta vừa rồi chỉ là quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ thiếp đi, thế mà người nhà họ Trần đã đi theo địch rồi. Chúng tôi đây là cải tà quy chính, không phải theo địch. Mau dẫn cô ta về, đừng để cô ta ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ, mất hết cả hứng của chúng tôi. Ông cụ Trần tức giận nói. Ngay khi đám người hầu chuẩn bị áp giải Chu Lệ Ngọc trở lại phòng thì Ano đột nhiên lên tiếng, chờ đã. Cả nhà họ Trần lập tức sửng sốt. Sau đó, Ano dùng đôi mắt mơ màng say rượu nhìn chằm chằm vào Chu Lệ Ngọc, nói cô chủ nhà họ Chu này cũng không kém như cậu đã nói như vậy. Tôi cảm thấy cô ta rất xinh đẹp mà. Cô ta, dáng vẻ này của cô ta cũng gọi là xinh đẹp ư. Trần An Khang có chút cạn lời. Trong lòng thầm nghĩ, cái tên Ano này e là chưa từng nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp của Long Quốc rồi. Ngay đến Chu Lệ Ngọc mà trong mắt anh ta cũng gọi là xinh đẹp. Nếu để anh ta nhìn thấy Chu Nhược Mai cô cả nhà họ Chu thì chẳng phải sẽ chết mê chết mệt ư. Mặc kệ nói thế nào thì chỉ dựa vào cô ta là em vợ Lê Uy Long, đã là xinh đẹp rồi. Ano nói. Chương 649 nịnh nọt. Phải, phải, tướng quân nói cô ta xinh đẹp thì chính là xinh đẹp. Ông cụ Trần vội vàng thuận theo ý của Ano, nịnh nọt nói. Cậu Trần, phụ nữ xinh đẹp như này, thế mà cậu lại muốn ly hôn với cô ta ư? Ano lại hỏi Trần An Khang. Trần An Khang đáp, cô ta đã phản đối đi theo nước Liệt Ưng, phụ nữ như thế không xứng làm phụ nữ của nhà họ Trần tôi, vậy nên tôi phải ly hôn với cô ta. Chu Lệ Ngọc không ngờ Trần An Khang thế mà lại muốn ly hôn với mình. Lúc này, Ano đột nhiên nói ra lời khiến người khác kinh ngạc, cậu Trần, nếu cậu đã muốn ly hôn với cô Hai Chu, vậy thì không bằng tặng cô ta cho tôi đi, tôi thích. Trần An Khang và trên dưới nhà họ Trần nghe thấy Ano nói như vậy đều ngây ngẩn. Không ai có thể tưởng tượng được, Ano này lại có hứng thú với Chu Lệ Ngọc. Chu Lệ Ngọc cũng không ngờ, người đàn ông nước Liệt Ưng này sẽ nhìn chúng cô ta. Tướng quân, phụ nữ tôi không cần mà anh cũng muốn ư? Trần An Khang kinh ngạc hỏi. Tuy dáng vẻ cô hai nhà họ Chu bình thường nhưng cô ta có thân phận khiến người ta ngưỡng mộ, đó là em vợ Lê Huy Long. Chỉ dựa vào thân phận em vợ Lê Huy Long này, tôi nhất định muốn cô ta. Ano nói. Vì sao tướng quân lại có hứng thú với em vợ Lê Huy Long như vậy? Trần An Khang hỏi. Đạo lý này rất đơn giản, bởi vì giày vò em vợ Lê Huy Long chính là đang giày vò Lê Huy Long. Hắn thân là hộ soái bảo vệ Long Quốc, ngay đến em vợ mình mà cũng không bảo vệ được. Cái này với hắn mà nói chính là nhục nhã vô cùng. Tôi làm nhục em vợ Lê Uy Long cũng giống như đang nhục nhã hắn. Ano nói. Hắn nghĩ như này, chinh phục được em vợ Lê Uy Long chính là chinh phục được Lê Uy Long. Để em vợ anh, hộ soái số 1 bảo vệ Long Quốc huyền chuyển hầu hạ dưới thân hắn, cái này có bao nhiêu kích thích, bao nhiêu sung sướng chứ? Nghe thấy Ano nói như vậy. Tất cả mọi người đều hiểu ra. Thì ra tên Ano này nhìn chúng không phải Chu Lệ Ngọc này mà là thân phận em vợ Lê Uy Long của cô ta. Anh hèn hạ, vô sỉ, rốt cuộc anh là ai? Chu Lệ Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận hỏi. Tên của tôi nói ra có thể dọa chết em đó. Ano nói. Nói mau, loại người nào mà tôi chưa từng gặp, anh rể tôi Lê Uy Long là hộ soái số 1 bảo vệ Long Quốc, tôi cũng không sợ anh ta. Anh có tài giỏi như anh rể tôi không? Hiện giờ Chu Lệ Ngọc không thể không lấy Lê Uy Long ra nói. Nói với em nhé, tôi là Ano chiến thần bất bại, uy chấn thiên hạ của nước Liệt Ưng, cũng là tướng 5 sao giống như Lê Uy Long anh rể em đó. Ano vô cùng kiêu ngạo nói.
Chu Lệ Ngọc nghe vậy lập tức ngây ngẩn, cô ta nằm mơ cũng không ngờ tới, người đàn ông nước Liệt Ưng trước mặt cô ta có thể là Ano chiến thần bất bại, danh tiếng lẫy lừng của nước Liệt Ưng. Chẳng trách trên quân phục của hắn có 5 ngôi sao. Tuy cô ta không biết Ano nhưng cũng nghe nói đến uy danh của hắn, biết được hắn là kẻ địch số 1 của Long Quốc, đối thủ mạnh mẽ của Lê Huy Long. Cô Hai Chu, em không bị dọa tè ra quần chứ? Em có thể được tôi coi trọng, đó chính là vinh hạnh của em. Bao nhiêu phụ nữ muốn nhảy vào trong lòng tôi đều không có cơ hội đâu. Ano nói. Chu Lệ Ngọc, cô còn ngây ra đó làm gì? Không mau quỳ xuống cảm ơn tướng quân Ano đi. Lúc này, Trần An Khang nói. Trần An Khang, tôi là vợ anh đó. Thế mà anh lại đem tôi cho người khác. Chu Lệ Ngọc lại tức giận lên tiếng. Tuy cô đã là vợ tôi, nhưng nếu tướng quân Ano đã coi trọng cô thì đó là vinh hạnh của cô, cũng là vinh hạnh của nhà họ Trần, đương nhiên tôi sẽ tặng cô cho anh ấy. Để lấy lòng Ano, dù có tặng vợ mình cho hắn, Trần An Khang cũng không tiếc. Trần An Khang, rốt cuộc anh còn là đàn ông không? Ngay cả vợ mình cũng tặng cho người khác, quả thực là không bằng cầm thú. Anh không xứng làm đàn ông. Chu Lệ Ngọc căm giận mắng. Vốn dĩ tôi cũng không phải là đàn ông gì. Tôi biết cơ thể tôi có bệnh, từ khi kết hôn với cô, tôi chưa từng chạm vào cô, bởi vì tôi không được. Lúc còn trẻ, tôi đã mất đi khả năng của đàn ông rồi. Để lấy lòng Ano, Trần An Khang không ngại lộ ra chuyện hắn ta không được. Nghe thấy lời hắn ta nói, mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả người nhà họ Trần cũng không biết cơ thể hắn ta có vấn đề, chưa từng chạm vào Chu Lệ Ngọc. Bởi vì chuyện này, Trần An Khang khó có thể mở miệng, không nói với người khác, chỉ có anh ta và Chu Lệ Ngọc biết. Bởi vì khi anh ta còn trẻ, trầm mê trong rượu sắc quá sớm nên dẫn đến việc cơ thể xảy ra vấn đề. Chương 849, món quà. Chuyện cơ thể Trần An Khang có vấn đề, vì mặt mũi của anh ta, Chu Lệ Ngọc vẫn luôn giữ bí mật. Không ngờ đến lúc này, anh ta thế mà lại nói ra chuyện của mình, hơn nữa còn lộ ra trước mặt mọi người. Chu Lệ Ngọc chịu ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống, luôn cảm thấy lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Chồng mình không được cũng phải chịu, cả đời này sẽ qua như vậy. Nhưng không ngờ được, để lấy lòng Ano, Trần An Khang lại đưa cô ta cho Ano. Lúc này, Trần An Khang lại nịnh nọt lấy lòng nói với Ano, tướng quân Ano, vợ tôi vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì cơ thể tôi nên trước giờ chưa từng chạm vào cô ta. Hiện giờ tôi đưa cô ta còn hoàn chỉnh cho anh cứ hưởng thụ đi. Rất tốt, món quà này của cậu Trần tôi sẽ nhận trước. Sự trung thành và tận tâm của cậu với nước Liệt Ưng tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu và nhà họ Trần các cậu đâu. Đợi sau khi quân đội của tôi tiêu diệt Long Quốc, nhà họ Trần các cậu sẽ trở thành thế gia số 1. Ano mặt mày hớn hở nói. Cảm tạ tướng quân Ano, Trần An Khang và nhà họ Trần đều lên tiếng nói. Anh rể, anh không thể đưa chị em cho người khác được. Chị em là vợ anh đó. Lúc này, Chu Hoàng Lâm đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy Chu Hoàng Lâm nói như vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn lên người anh ta. Bởi vì người ở chỗ này quá nhiều, mà Chu Hoàng Lâm lại ngồi ở vị trí không dễ thấy nên khi Chu Lệ Ngọc nghe thấy giọng nói của anh ta, mãi đến lúc này mới phát hiện em trai mình cũng ở đây. Hoàng Lâm, sao em cũng ở đây? Chu Lệ Ngọc ngạc nhiên hỏi. Em, Chu Hoàng Lâm không biết phải giải thích chuyện anh ta theo địch thế nào với Chu Lệ Ngọc. Chu Lệ Ngọc. Có thể cô vẫn còn chưa biết, cô luôn luôn phản đối đi theo nước Liệt Ưng nhưng mà Chu Hoàng Lâm em trai cô đã cùng chúng tôi đầu quân theo nước Liệt Ưng rồi. Trần An Khang nói ra chuyện Chu Hoàng Lâm theo nước Liệt Ưng thay anh ta. Chu Lệ Ngọc nghe vậy vô cùng chấn kinh, quả thực không thể tin vào tai mình. Hoàng Lâm, em mau nói cho chị biết, đây có phải thật không? Chu Lệ Ngọc ép hỏi. Chị, chuyện này, là thật. Chu Hoàng Lâm cúi đầu ấp úng nói. Việc đã đến nước này. Anh ta muốn giấu cũng không giấu được nữa, đành phải nói đúng sự thật. Em, vì sao em lại làm như vậy? Lẽ nào em không biết, phản quốc theo địch là tội chết sao? Chu Lệ Ngọc tức đến run rẩy cả người. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ em trai mình thế mà lại làm ra chuyện bán nước theo địch. Chị, em làm như vậy đều là bị Lê Huy Long ép thôi. Chu Hoàng Lâm nói. Sao Lê Huy Long lại ép em được? Chu Lệ Ngọc tức giận hỏi. Lê Huy Long vẫn luôn tác oai tác quái, đè đầu cưới cổ chúng ta, em không muốn vĩnh viễn bị hắn đè ép, em muốn ngẩng cao đầu. Nếu muốn để nhà họ Chu chúng ta lên như diều gặp gió, chiến thắng Lê Huy Long thì cách duy nhất chỉ có đầu quân theo nước Liệt Ưng, mới có thể thực hiện được. Chu Hoàng Lâm nói, em quá ngây thơ rồi, sao em lại hồ đồ như vậy chứ?
Lệ Uy Long là tướng 5 sao của Long Quốc, hộ soái số 1 bảo vệ Long Quốc, dưới một người trên vạn người, cả đời này chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào vượt qua anh. Chu Lệ Ngọc nói, chị, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần nước Liệt Ưng và Cự Hùng có thể hủy diệt Long Quốc, Lệ Uy Long dù không chết cũng sẽ trở thành tù nhân. Đến lúc đó chúng ta muốn xử lý hắn thế nào cũng được. Chu Hoàng Lâm nói, giữa chúng ta và Lệ Uy Long chỉ là ân oán cá nhân. Hiện giờ Long Quốc đang khai chiến với nước Liệt Ưng, Cự Hùng và các nước địch khác, Long Quốc đã đến thời khắc tồn vong sống chết. Chúng ta thân là con dân Long Quốc, nên bỏ xuống tất cả ân oán cá nhân, cùng nhau chống địch mới phải. Sao em có thể vì ân oán cá nhân mà đi theo địch chứ? Long Quốc sẽ không diệt vong, kẻ địch xâm phạm nước ta chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Chu Lệ Ngọc nói, ai nói chứ? Hiện giờ quân đội của nước Liệt Ưng và Cự Hùng đã mạnh như vũ bão, đánh hạ thành phố Quốc Hòa. Long Quốc căn bản không cách nào ngăn cản được quân đội nước Liệt Ưng và Cự Hùng, sớm muộn cũng sẽ diệt vong thôi. Chu Hoàng Lâm nói, đó chỉ là tạm thời, Long Quốc có lịch sử lâu đời, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhất định sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Em hãy nhanh chóng dừng cương trước vực, quay đầu là bờ. Nếu không, làm hán gian, đợi sau khi Long Quốc giành chiến thắng, ai cũng không cứu nổi em đâu. Bởi vì phản quốc theo địch, từ xưa đến nay đều là tội chết đó. Chu Lệ Ngọc khuyên nhủ. Được rồi, chị em các người đừng có đứng ở đây tranh cãi nhau nữa. Long Quốc chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Chu Lệ Ngọc, tối nay cô hãy ngoan ngoãn hầu hạ tướng quân Ano đi. Có thể được tướng quân Ano sủng hạnh, đó là vinh hạnh của cô. Trần An Khang nói. Trần An Khang, tên hán gian này, tôi thực sự đã nhìn lầm anh, không ngờ anh lại vô sỉ đến mức này. Chu Lệ Ngọc đã cực kỳ thất vọng với Trần An Khang, tức giận mắng to. Lúc này, Chu Hoàng Lâm cũng nói, anh rể, mặc kệ thế nào thì chị tôi cũng là vợ hợp pháp của anh có thể đừng chắp tay đưa chị ấy cho người khác được không? Chúng ta có thể đi theo nước Liệt Ưng nhưng cũng không thể đưa người phụ nữ của mình làm lễ vật tặng cho người khác được. Chu Hoàng Lâm tuy muốn đi theo nước Liệt Ưng nhưng Chu Lệ Ngọc vẫn luôn vô cùng tốt với anh ta. Từ nhỏ đến lớn hai chị em đã thân thiết. Anh ta thực sự không thể trơ mắt nhìn chị gái mình bị Ano làm nhục được. Vậy nên anh ta mới cầu xin Trần An Khang. Hiện giờ không phải tôi muốn hay không nữa, mà là tướng quân Ano đã nhìn chúng chị cậu, tôi có thể không đưa ư. Trần An Khang nói. Chu Hoàng Lâm biết chắc chắn Trần An Khang cũng không dám chống lại Ano, đành phải cầu cứu Ano, tướng quân Ano, tôi thật lòng muốn đi theo nước Liệt Ưng. Anh muốn tôi làm chuyện gì cũng được, tôi chỉ cầu xin anh, bỏ qua cho chị tôi. Đừng làm hại chị ấy. Long Quốc các người từ xưa đã có quy tắc tỏ chút lòng thành. Nếu cậu thật lòng muốn đi theo nước Liệt Ưng chúng tôi thì liền đưa chị cậu cho tôi. Nếu không, chính là không thật lòng muốn đi theo nước Liệt Ưng tôi. Ano nói. Chương 650 cô Hai Chu, mau qua đây. Chu Hoàng Lâm vội vàng nói, tướng quân Ano, tôi thực sự thật lòng muốn đi theo nước Liệt Ưng. Ngoài đưa chị tôi cho anh, những việc khác tôi đều có thể đồng ý với anh. Một tên dân đen Long Quốc nhỏ nhoi như cậu có thể giúp tôi làm được việc gì? Cậu có đầu quân cho nước Liệt Ưng tôi hay không thì tôi không quan tâm. Tối nay, tôi chắc chắn muốn chỉ cậu, Ano nói. Chu Hoàng Lâm nghe thấy hắn ta nói như vậy, cuối cùng mới biết địa vị của anh ta trong mắt người nước Liệt Ưng hèn mọn thế nào. Nước Liệt Ưng người ta căn bản không để ý đến một tên dân đen Long Quốc như anh ta. Anh ta có cũng được không có cũng chẳng sao. Vốn dĩ anh ta tưởng bản thân đi theo nước Liệt Ưng nhất định sẽ được trọng dụng. Nhưng hiện giờ xem ra, tất cả đều là anh ta tự mình đa tình thôi. Lúc này, Ano nói với Chu Lệ Ngọc, cô Hai Chu, mau đến uống với tôi hai ly. Bấy giờ, cuối cùng ông cụ Trần cũng lại lên tiếng nói, Chu Lệ Ngọc, cô còn ngây ra làm cái gì? Không mau cùng tướng quân Ano uống hai ly đi. Chu Lệ Ngọc tôi dù có chết cũng sẽ không cùng tên địch số một Long Quốc uống rượu. Chu Lệ Ngọc quật cường nói, cô Hai Chu, em đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Thức thời thì nhanh lại đây uống với tôi hai ly đi. Ano có hơi tức giận, hắn ta là chiến thần bất bại uy chấn thiên hạ, tướng 5 sao của nước Liệt Ưng. Thế mà lại có phụ nữ dám từ chối uống rượu với hắn. Có gan anh giết chết tôi đi, muốn tôi uống rượu với kẻ xâm lược như anh, không có cửa đâu. Chu Lệ Ngọc thấy chết không sờn nói. Ông cụ Trần thấy cô ta thế mà lại dám vô lễ như vậy với Ano, Ano còn chưa tức giận ông ta đã tức giận trước, quát, hỗn xược. Áp giải nó lại để nó uống rượu với tướng quân Ano. Vâng, đám người hầu nhà họ Trần lập tức ép Chu Lệ Ngọc đi về phía Ano.
buông tôi ra, lũ cẩu nô tài các người, buông tôi ra. Thế nhưng một phụ nữ yếu đuối như cô ta sao có thể tránh thoát được. Không lâu sau, Chu Lệ Ngọc đã bị ép đến bên cạnh Ano, sau đó bị ấn ngồi xuống ghế. Rót rượu cho cô ta, tôi muốn uống rượu giao bôi với cô ta. Ano nói. Lập tức có người rót rượu. Bỏ tôi ra, tôi chết cũng sẽ không uống rượu giao bôi với anh. Chu Lệ Ngọc vô cùng căm giận, không ngờ tên Ano này thế mà lại muốn cô ta uống rượu giao bôi với hắn. Nắm tay cô ta, để cô ta uống rượu giao bôi với tôi. Ano nói. Vâng, đám người hầu kia lập tức bắt lấy tay Chu Lệ Ngọc, ép cô ta cầm ly rượu. Quay video lại, đợi lát nữa đăng video tôi và em vợ của Lê Uy Long uống rượu giao bôi lên mạng, cho người trên thế giới biết em vợ Lê Uy Long đã uống rượu giao bôi với tôi. Ano lại nói. Vâng, một tướng sĩ nước Liệt Ưng lập tức lấy máy ảnh ra bắt đầu ghi hình. Chu Lệ Ngọc vô cùng căm giận, liều mạng giãy giụa. Thế nhưng vẫn bị ép đưa tay làm động tác uống rượu giao bôi với Ano. Tướng sĩ nước Liệt Ưng cũng quay những cảnh đó lại. Ano nhìn vào máy quay, rất khiêu khích nói, Lệ Uy Long, em vợ của mày giờ đang uống rượu giao bôi với tao. Trong vòng 3 ngày, tao muốn bắt sống vợ mày, nhốt cả vợ mày và em vợ mày trong biệt thự tinh vân của mày, để tao hưởng thụ. Lệ Uy Long, anh rể, mau đến cứu em. Chu Lệ Ngọc biết Ano sẽ phát video lên, cũng nhìn vào máy quay hét lên. Cô Hai Chu, em đừng hét nữa. Em đã rơi vào trong tay tôi thì em nghĩ anh rể em là thần tiên à. Cho dù Lệ Uy Long làm gì thì cũng không cứu được em đâu. Em vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ tôi cho tốt đi. Ha ha, Ano cười điên cuồng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.